Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng như thường lệ là bữa Chủ nhật mùng 9 tháng Chạp, thì chúng ta thường có những cái bài giảng. Thì tôi bắt đầu đi vào bài giảng về bài kinh 66. Rồi tôi xin thưa anh chút xíu là pháp hội của chúng ta không có gốc, tức là không có nền tảng. Tôi giảng mệt muốn chết, mà cuối cùng là chúng ta bắt đầu từ nay là nghỉ ba cái câu hỏi, ba cái bài giảng. Thì cái đó thuộc về trạch pháp đấy, tức là thuộc về đại học đó. Nhưng mà nhờ giờ lớp mẫu giáo không rành, thành ra tôi thấy quá tệ. Tôi đi vòng vòng, tôi thấy cái bản cũng Thiện Khánh viết đó. Tôi vô tôi coi là tôi ớn lạnh đó. Tôi nói trời ơi, không lẽ mà tệ như vậy. Tới trường hỏi Phật tử thì không phải mình không, mà ai cũng vậy thôi. Cả tới cô Như Nhật, cô Lan Chi, ông Trương thì cũng vậy thôi. Ông đề trong đó là địa ngục, là coi cái sắc thân là ta, cái ngoài sắc thân là của ta. Sướng hồng, tôi có giảng vừa hồi nào đâu. Rồi tôi mới hỏi cô Như Nhật là tài đại tổng lâm á, vậy thì có bao nhiêu chứ địa ngục? Thì con nó có hai, địa ngục hữu gián và vô gián. Tôi nói địa ngục vô gián đó, tức là tôi thường giảng về vật lý, có bao nhiêu thứ. Thì không biết con cái sắc trần à, ngoài ra không còn cái gì nữa hết. Tôi nói trời ơi, con vô gián là sắc trần, tức là đôi giày, đôi dép, cái nón người ta, con trâu, con bò, con heo, con chó, thì là địa ngục vô gián. Thì đúng rồi, sắc trần. Nhưng mà vô gián có cái sắc trần không à? Bài kinh 66 rồi rõ ràng, đó là chưa có cái biết mà chưa có sự sống nữa. Bọn Thiện Khánh đã đến thì đề lễ địa ngục, là coi cái sắc thân là ta, cái ngoài sắc thân là của ta. Địa ngục mà có sắc thân nhưng mà có cái biết nữa. Tôi đâu có giảng gì bao giờ. Địa ngục mà làm gì có cái biết, nó còn chưa có sự sống nữa mà. Còn địa ngục hữu gián thì có sự sống mà cũng chưa có cái biết nữa. Khi mà có cảm thọ thì đó là ngạ quỷ, chứ không còn là địa ngục nữa. Mà mình biết cuối cùng là có một cái sắc trần, còn thinh hương vị xúc. Ông Trương thì có năm cái sắc thinh hương vị xúc, chứ không có pháp. Pháp trần cũng là địa ngục chứ gì, cũng là trần, pháp trần. Nó tôi thấy cái nền tảng đó là mẫu giáo mà không rành, nó làm sao đi sâu vào cái bát nhã và tư tưởng. Chúng ta cất nhà lầu mà 100 tầng mà cái nền không có. Mà nhất là ông Thiện Khánh đem ra giảng cho Phật tử nó mới, ông giảng sao? Phật tử mới vô thì chắc là cái địa ngục là coi cái thân là ta mà cái ngoài thân là của ta. Mà địa ngục làm gì có thân, mà làm gì biết là cái thân là ta, nó đâu có cái biết. Giảng vậy rồi làm sao? Nãy tôi quên tôi hỏi đây nữa, thì chắc ai cũng vậy thôi. Thì cô Như Nhật là trì nhất đó, nào là rõ nhất. Mà tôi hỏi thì cô cũng biết có một cái là sắc trần à, còn thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Ông Trương thì được 5 cái, nhưng mà pháp trần không phải là vật lý. Tôi nói chết, tôi giảng cái này là gần đứt lưỡi tôi rồi đó. Nghĩa là tôi lập tới lập lui 4 đường ác hoài. Tôi chưa qua gió 4 đường thiện, bây giờ bắt trả bài lại. Thì thôi, tôi thấy giờ trở về kinh 66 à, không có trạch pháp nữa. Trạch pháp đó là cao giữa, bằng phân biệt giữa tư tưởng và bát nhã. Thì đó là lớp đại học đấy. Mà mẫu giáo không có thì làm sao qua đại học được. Thì Phật tử mừng lắm, làm thao thao bất tuyệt. Mình đúng là tôi hỏi pháp hội chắc ai cũng vậy thôi. Thấy cô Như Nhật như vậy thì cái gì ở dưới này chắc cũng vậy thôi. Mà tính ông Thiện Khánh ông con dưới nước vậy thôi.
Nó tôi thấy là từ ở trên, mà chắc là tôi cũng vậy thôi, mà tôi nhớ là tôi không có giảng vậy. Tôi còn nói địa ngục ở trong mình nữa. Là cứt mũi, ghèn, cứt rấy, phẫn, tiểu, mồ hôi. Đó là địa ngục, đâu có cái biết mà đâu có sự sống. Còn địa ngục hữu gián là sinh lý, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tim, can, tỳ, phế, thận. Ở ngoài là có cái, có sự sống. Vì có sự sống đó đó thì cảm giác ngạ quỷ mới mượn cái sinh lý để mà phát hiện ra cảm giác. Chứ sinh lý không phải là cảm giác, mà nó mượn sinh lý làm căn. Thì sinh lý này là ngạ quỷ. Tôi có giảng mấy lần mà. Thế mà hỏi lại không biết. Thì hôm nay tôi bắt đầu kêu trả bài kinh 66. Mấy cái ba câu hỏi đó, ba cái bài mà nói về Bát Nhã Tư Tưởng bỏ qua bởi vì quá cao. Tôi thì tưởng là Phật tử hay quá, trả là thao thao bất tuyệt cho thí dụ đồng ngon. Mà có lẽ đó là cái đĩa thâu băng thôi, chứ không có sự trạch pháp ở trong đó. Tôi thì muốn người gì phải có sự trạch pháp. Mà tôi nghe thì dường như là có một số trả lại giống giống nhau à. Thì tôi biết là có cái rơ cũ, có cái khuôn khổ sẵn. Mà đạo Phật không phải là khuôn khổ. Khuôn khổ là trở về tư tưởng thôi. Mình có quyền nghe, có quyền tìm hiểu, rồi ăn rồi tiêu hóa, mình trả lời theo cái hiểu biết của mình. Thì Phật tử phải có cái đó. Mà đây tôi thấy là trả thì hay, mà dường như là nằm ở trong khuôn khổ. Có những người trả giống hệt nhau à. Có cho một cái thí dụ là hơi khác thôi, còn cái bài giỏi thì giống hệt. Tôi thì muốn quý vị qua Bát Nhã. Bát Nhã đâu phải là dễ. Bát Nhã là phải hiểu tư tưởng cho thật rành những cái chi tiết, những cái ngóc ngách, những cái hóc búa, những cái xảo trá của tư tưởng. Thì Bát Nhã phải rành. Rành chi vậy? Rành để rồi đứng lặng, yên lặng nhìn nó thôi, không có cải sửa, không có phê phán, không có dính mắc nữa. Mà khi không rành tức là còn mờ mờ là dính mắc liền. Mà dính mắc là có vấn đề. Thì vấn đề là đau khổ, là phiền não. Thì cái Bát Nhã nó khó, cái tư tưởng hiểu lờ mờ. Rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi hiểu không rành mới chạy trốn lên người trời. Còn nhập lưu phải hiểu từng cái ngóc ngách, từng cái hóc búa, từng cái xảo trá của tư tưởng. Mà hiểu rành rồi thì sao? Đứng lặng nhìn nó, không phê phán, không cải sửa, không chỉ trích gì hết. Thì cái đứng lặng lặng lẽ nhìn nó, cái này chính là Phật. Chứ đâu có Bát Nhã ở đâu. Mà tôi thường giảng nhiều ở Bát Nhã là cái thấy rõ. Còn tư tưởng là thấy lờ mờ. Lờ mờ đạo Phật thường kêu là vô minh. Mà bốn đường ác đó, cái vô minh là con lão tử đó kêu là hỗn độn. Mà trên đạo Phật thì kêu là vô minh, là lờ mờ. Nó nhiều danh từ lắm. Rồi bây giờ mình không hiểu được là sắc pháp là gồm bao nhiêu thứ. Rồi sinh lý là gồm có cái gì? Sinh lý trong thân mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Nghĩa là có sự sống mà cũng chưa có cái biết. Rồi bắt đầu là sinh lý, duyên khởi với vật lý. Sinh lý là con mắt, duyên khởi với sắc trần. Thì bây giờ ngạ quỷ mới mượn cái sinh lý, chứ vật lý không có cái biết mà mượn làm cái gì, nó không có sự sống. Thì mới phát hiện được cái cảm giác lờ mờ của ngạ quỷ. Thì một vị nhập lưu phải rành cái này. Còn người trời thấy lờ mờ thôi, lờ mờ cho nên sợ chạy trốn, cải sửa lên khỏi người và trời dục giới. Tôi giảng biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ kêu hỏi lại thì không biết. Ông hiện cánh thì cho địa ngục là có cái biết. Nhận cái biết là ta ngoài cái xác thân này đó là của ta. Mà địa ngục làm gì có xác thân, mà làm gì có cái biết. Nếu cái biết là thành ngạ quỷ, thành súc sanh rồi, mà lại địa ngục vô gián nữa chứ, mà chết chứ. Mà địa ngục hữu gián thì không biết.
Tôi hỏi thì coi như Nhật thì biết có địa ngục là sắc trần thôi, còn thinh hương vị xúc không để ý tới. Như vậy là chỉ có con mắt tiếp xúc với sự vật thôi, lỗ tai không cần, cái lỗ mũi không cần, cái miệng không cần. Lỗ tai mà tiếp xúc âm thanh, cái đó không phải vật lý sao? Tôi thấy là không phải ở đây mà khắp các nơi về vấn đề vật lý sinh lý không có rành căn với trần hỏi hết, cả mấy ông giảng sư nữa. Thì cái đó tôi không trách, nhưng mà quý vị cũng cũng thương tôi, là tôi cố gắng tôi lập tới lập lui hoài, quý vị cũng phải về ngồi thiền nghiền ngẫm đó, để mà mình thấy những cái ngóc ngách hóc búa của tư tưởng thì thấy rõ nó thôi. Cứ giờ đi tìm Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn là sự thấy rõ tất cả sự vật, mà thấy rõ thì không phê phán, không cải sửa, không chỉ trích. Mình bữa nay tôi bất ngờ tôi thấy thì có viết ở trển, tôi nói chắc mấy cô này cũng vậy thôi, cứ từng đi gặp cô như Nhật thôi thì cũng vậy thôi. Rồi xuống gặp ông Chương thì khá hơn có năm cái rồi, ông Dân Linh gì đó cũng chả biết. Có thể hỏi Pháp Hội chắc cũng vậy đó. Mà cái đó tôi có giảng rồi, tôi giảng nhiều, tôi nói cái vật lý ở trong thân mình đó, thì tôi thí dụ là ghen, là cất rấy nè, cất mũi nào, phẫn là nước tiểu nè, cái đó là vật lý. Có sự sống đâu có cái biết đâu. Có ngoài thì là vật lý của con mắt đó là sắc trần, có lỗ tai thinh trần, sắc thinh hương vị xúc. Ông Chương đã biết có năm cái. Còn pháp trần là không phải vật lý. Thường thường ở ngoài người ta không biết pháp trần là cái gì nữa đó. Hỏi thử mấy người học ở trong ấy, mà cả giáo sư cũng vậy, mấy giảng sư đó. Tôi gặp tôi hỏi rồi. Giảng sư mà tiến sĩ nữa đó. Tiến sĩ Ấn Độ đó đang qua, cũng không rành. Trả bài trả rót rót như quý vị để trả bài. Không ăn thua gì đâu. Mà phải biết rõ trong thân mình. Pháp trần là cải sửa sắc tinh hương vị xúc cho nó rõ hơn. Thành ra sắc trần mà cải sửa thành ra pháp trần, thinh trần cải sửa thành ra pháp trần, hương trần cải sửa cho đó cũng là pháp trần. Pháp trần nó tóm hết, mà nó nằm ở đâu? Nằm trên cái đầu. Còn sắc trần thì có con mắt thôi, hương trần là lỗ tai thôi, hương trần là lỗ mũi thôi. Mà mắt tai mũi lưỡi thân nằm ở đâu? Nằm trên cái đầu. Lên cái đầu thì cái đầu nó bao trùm hết, nó sửa lại cho đành, thì cái đầu là cái gốc. Tôi có thí dụ rồi mà. Mình hư con mắt móc bỏ được, mình hư cái lỗ tai có thể điếc móc bỏ cái con cái màng nhĩ được, mình hư cái lỗ mũi cắt bỏ được, cái tai chặt được, chặt chân được, mà chặt cái đầu một cái là không còn. Tất cả đều nằm ở trên đầu hết, mắt tai mũi lưỡi đều nằm trên đầu hết. Mặc dầu cái đầu nó vẫn là đất nước lửa gió, nhưng mà như thế hơn, nó vẫn là phù trần căn. Nhưng mà phù trần căn có cái nó khác, phù trần căn của cây cỏ khác, của loài thú khác, của mình khác, của Đức Phật khác. Đức Phật không phải đất nước lửa gió sao? Nhưng mà cái thân Ngài sắc vàng rồng đến là chúng ta thấy là mát lạnh và có mùi thơm. Còn mình ăn mặn không khéo mùi hôi rình. Tại sao cũng sắc thân mà lại kỳ vậy? Cứ như cái cô gì mà tụng kinh Hoa Nghiêm kiếp sau sanh lên đó, thì có người quả sen. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, ngồi suy gẫm cho kỹ rồi đó. Tôi năn nỉ quý vị hoài, học cái đây thì phải về ngồi thiền. Sắp xếp làm sao ít nhất 2 tiếng, mà bây giờ không được thì 15 phút cũng được. Tích tiểu thành đa, một ngày 15, 15, mà khi mình có tu đó, thì nó chiêu cảm lấy cái phước báo đến, thì cái hoàn cảnh nó sẽ cải sửa. Hoàn cảnh mà cải sửa là do nhận thức của mình, mà nhận thức được cao là do mình có giữ giới. Mà cái giữ giới là quan trọng nhất, là phải thân cận bậc thiện trí thức. Cái hoàn cảnh rất là quan trọng cho người sơ cơ, gần mực thì đen. Đó, quý vị phải sắp xếp làm sao. Tôi năn nỉ là thường phải chọn bạn cho tốt. Muốn cho bạn tốt là lừa Phật tử trong này. Người có tu mình ở gần mình biết liền,
Phật tử không phải người nào cũng tu đâu, có người tinh tấn, có người lười biếng, có người trình độ rất cao. Thì mình nên gần họ để mình học giáo pháp, để mình sống cái đời sống như họ. Đạo Phật không phải là nói chuyện không, mà là cái cuộc sống mới quan trọng. Mình kính Đức Phật đâu phải là Ngài nói pháp hay, mà Ngài nói đâu Ngài sống đó. Cái đời sống của Ngài mới là đáng kính. Mình bắt chước là bắt chước cái đời sống. Đạo Phật là đạo cuộc sống, Ngài giảng pháp là giảng ngay cuộc sống, là Ngài sống như vậy. Sống như vậy rồi mới hạnh phúc. Thì thôi bây giờ quý vị về học bài kinh 66 nghe không? Thì tôi năn nỉ quý vị ngoài học đây, đó là mới có văn thôi, nghe thôi, còn phải về suy nghĩ là tư. Mà suy nghĩ là phải thiền định. Mà thiền định bây giờ 2 tiếng không được thì 1 tiếng, 1 tiếng không được thì 15 phút, nhưng mà cho bền. Một ngày ít, ngày ít, rồi khi nào có hiểu biết của quý vị khá rồi, quý vị mới là cải sửa hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh cải sửa không là do cái hiểu biết của mình. Con người hạnh phúc hay khổ đau là do cái hiểu biết, chứ không phải là cuộc sống, mà cuộc sống mình có quyền cải sửa nó. Thành ra những người bị ma nhập, bị bệnh hoạn này kia lợi sinh tôi nói tôi không có làm được. Mà quý vị nghe lời tôi mà không hết, tôi chịu xuống địa ngục. Phải giữ giới, ăn chay 10 ngày. Không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, mà còn phải phóng sanh, bố thí nữa, làm được không? Làm được thì hết bệnh lập tức, mà không được thì thôi. Mấy sư làm sao chú nguyện con hết bệnh? Tôi nói con làm bệnh mà có biết tôi chú nguyện. Chú nguyện làm sao được? Cái gì gì sát sanh rồi trộm cắp đủ thứ hết thì con ăn nó chú nguyện. Tôi làm sao chú nguyện được? Mà giữ giới thì khó. Có nhiều người ăn 10 ngày chay không được, 2 ngày. Tôi nói 2 ngày làm sao hết được? Đúng rồi, là phải chay trường. Mà chay trường thì khó, là Đức Phật giới hạn còn có 10 ngày. Nhưng mà người này này khó à, từ nay là giết người là thú lớn, tuyệt đối không được giết. Là loài thú lớn là gì? Từ gà giết theo chó trở lên. Thì có cái cô gì ở ngoại quốc về, cử ra suốt đời hả sư? Chừng nào con hết bệnh con ăn lại được không? Tôi nói trời ơi sao mà thèm gì, gì mà dữ vậy? Thì có ăn lại có bệnh nữa. Nói gì cái gì rồi cử được cái chó heo đó con cử được, chứ gà vịt làm sao xử, nó ngon quá. Thì nó ngon thì bệnh cũng ngon, có gì đâu. Thì loài thú từ gà vịt trở lên là cái linh hồn nó rất mạnh. Thì cô giết sát tăng đến linh hồn nó đâu có chết được, thì nó sẽ theo cô nó báo oán. Mình coi cái bài kinh mà mãi dương thủy xám hay liên án thì thôi chính kiếp, mà còn theo đuổi để trả thù. Mình biết cái đó thì cái nghiệp báo là cái cõi ta bà này là mộng huyễn, nó có mà không thật. Nói vậy thì đâu có cần gì sứ, nó đâu có thật. Tôi nói không thật nhưng mà chiêm bao thì nó vẫn là thật. Khi mờ mờ thì có lục thú, mà khi tỉnh dậy thì không có gì hết. Mà cô tỉnh chưa? Tôi giảng này nhiều người là hiểu lầm tôi. Có như cái ông về thành phố gửi giấy về tôi, xưa nói là địa tạng không có mà địa ngục cũng không có. Như vậy là 4 đường ác không có. Biểu tôi trả lời bằng thơ. Tôi nói tôi có trả lời bằng thơ. Vậy thì xưa nói qua điện thoại xưa giảng là dành cho con. Tôi nói cô không được, tôi không có điện thoại. Tôi có thể giảng trong lúc pháp hội nào ông nghe đĩa lại. Tôi nói địa tạng không có hồi nào, mà tôi nói địa tạng có hồi nào. Tôi nói địa ngục không có hồi nào, mà tôi nói địa cục có hồi nào. Tôi không bao giờ tôi kết luận mà cái gì hết. Địa ngục có là có với chúng sanh ác, với cái trình độ đó. Cũng như là xì ke ma tí sát sanh trộm cắp thì địa ngục có, là công an nó bắt nó vô, thì vô đó là vô địa ngục. Còn người trời những quý vị lo tu giữ giới làm gì có địa ngục, ai mà bắt mình có phạm gì đâu. Rồi nó có là có chúng sanh này mà không có chúng sanh khác. Rồi tam giới là không có, nhưng mà khi đắc quả la hán thì tam giới mới là hết, còn ấy thì vẫn còn trong tam giới. Đức Phật Ngài thì hiện ra thân mà Ngài cũng nằm trong tam giới, Ngài cũng bị trói
lăn đá dập chân ngài cũng đau nhức như tưởng. Ngài cũng nằm nghiêng một bên, ngài lắng nghe cái đó. Cảm giác ai không có, nhưng mà cái khổ là vĩnh viễn không có, mà khổ là do tư tưởng, cảm giác là do dây thần kinh. Nó có chỗ đó mà cái vụ mà chết là 8 tiếng mà mới được liệm thì trong này di thức rất là rành. Đó, cái cô ở Sài Gòn ở Mỹ đó cũng dông về đây nói là trời ơi 8 tiếng rồi tụi con chết rồi đem hiến xác nó rồi nó lấy liền, đâu có để 1-2 tiếng còn không được. Như vậy là thiêu còn cảm giác tụi con sanh thì xuống súc sanh. Tôi mới giảng cái cổ nghe bay từ bên Mỹ qua xuống Trà Vinh kiếm tôi mà không có, tôi đã đặt lên tới Đà Lạt. Mà tôi đi tu tỉnh tôi đâu có tiếp chuyện. Năn nỉ nếu không tiếp là con không về. Vì cái này là cái sanh tử của con mà. Con là chán cõi ta bà, chán cái sanh già bên chết rồi con muốn về cực lạc để con thành Phật. Bây giờ chướng ngại cái con là hiến xác là cái phát bồ đề tâm của con. Con nghĩ rằng mình chết là còn hiến cái xác giúp đời, đời cho đời. Mà bây giờ không giảng sanh thì con hiến xác làm cái gì? Trời ơi, hiến xác để đồ xuống súc sanh. Khi mà nó mổ xẻ, nó thử thì đau, thấy mồ mà không gì không sân sao được. Tôi nói tôi có giảng cho cô nghe rồi, có nói ở đâu. Tôi nói nếu mà tôi giảng rồi đó mà thì cô phải quỳ hương ạ, à, còn không giảng được tôi quỳ hương. Thì Phật tử ở đây cũng vậy, giờ nói vậy là tôi có giảng rồi chứ. Tôi giờ trả lời thì trả vậy thôi. Tôi đã từng giảng ra là địa ngục vô gián là vật lý. Mà tôi đã nói vật lý là chưa có cái biết mà chưa có sự sống. Bây giờ ông tổ sư thì nói vật lý là có cái thân bên ngoài, cái thân bên trong, thân rất có nhận nhận cái thân bên trong là ta, cái thân bên ngoài đó là của ta. Làm gì nó có thân mà làm gì nó có cái biết. Nó vật lý mà không có sự sống, không có cái biết sinh lý nó còn có sự sống. Rồi ngài quỷ nó mượn sự sống đó là cái căn để mà phát hiện ra cái cảm giác. Thì cái này không kêu là địa ngục nữa, mà kêu là ngạ quỷ. Rồi bắt đầu có tư tưởng phân biệt lờ mờ thì kêu không kêu là ngạ quỷ mà kêu là súc sanh. Khi có tư tưởng phân biệt mà lại có mạt na ý chí đắn đo lựa chọn để cải sửa thì kêu là người. Tôi giảng rất rành mà. Thế mà quý vị về không chịu trạch pháp giảng qua rồi thôi. Cái chừng hỏi đây cái cuộc sống thì trả lời tùm lum hết trơn. Tôi tưởng đâu một người mà hầu hết gì dương nhất cũng lọt trong đó. Tên là đại cao thủ không? Tôi gặp cô Như Nhật tôi hỏi thử hay sao? Thì cô có cái sắc trần à? Vật lý có cái sắc trần à? Còn thinh hương vị xúc không phải. Còn trường thì có 5 cái sắc thinh hương vị xúc pháp không phải. Có 5 thôi. Còn dâng lên thì quên. Nhắc ra thì nhớ. Trời ơi tội nghiệp tôi chứ. Thương tôi thì phải cố gắng ngồi thiền. Phải ọc ra rồi nghiền ngẫm rồi trở thành là xương thịt máu mủ của mình. Rồi phải nghiền ngẫm tới lui cho thấy thật rõ. Thấy thật rõ là nhập luôn. Còn như vậy là thấy lờ mờ. Lờ mờ thì chạy trốn lên cõi người trời nữa thì lẫn mượn. Mà người trời ta giảng ta cũng hiểu khá. Quý vị là hiểu vậy là người trời thôi. Thấy lờ mờ. Nói vật lý mà chỉ có sắc trần không. Còn được cái là sắc thinh hương vị xúc mà pháp trần không phải vật lý. Như vậy là hiểu lờ mờ. Còn nhập lưu ta hiểu rất rành. Ở đây là tôi muốn đưa quý vị tới nhập lưu và tôi nói những cái ngóc ngách, những cái hóc búa, những cái giả trá của tư tưởng để mình thấy thật rõ. Tôi đã nói là cảm giác đưa tới dễ chịu, khó chịu, không dễ, cảm giác có ba, cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Rồi chính tư tưởng mới là quan trọng, nguyên nhân của luân hồi sanh tử chính là tư tưởng. Tư tưởng mới đưa tới cái khổ, cái phiền não. Tư tưởng là vấn đề, cảm giác đâu có vấn đề. Ai mà không có cảm giác, Đức Phật cũng có cảm giác, ăn đói là ngài cũng biết đói, ăn ngon ngài cũng biết ngon. Nhưng mà không có tư tưởng là ăn ngon là dính mắt, không có vụ đó. Còn mình thấy cái cảm giác dễ chịu của mình muốn giữ cho nó lâu,
Thì muốn giữ đây là tư tưởng, tìm cách để giữ cảm giác dễ chịu. Mà hãy giữ được thì tham, mà giữ không được thì sân. Rồi cảm giác khó chịu mình cách mình đẩy nó đi. Mà đẩy được thì tham, mà đẩy không được thì sân. Đức Phật cũng có cảm giác khó chịu, dễ chịu, nhưng mà dễ chịu Ngài lắng nghe cái dễ chịu, Ngài biết cái cảm giác dễ chịu, nhưng mà cái biết là Ngài chứ cái cảm giác không phải Ngài. Nó từ cái biết này nó duyên khởi ra. Tôi giảng mấy chục lần thì Ngài cứ để y chang vậy, Ngài đâu có cần, Ngài đâu phải là cảm giác, Ngài biết là có cảm giác dễ chịu. Thì cái biết mới là Ngài, còn cái cảm giác là nó duyên khởi từ cái biết này ra. Nhưng mà thực chứng thì lâu, nhưng mà mình tạm hiểu cho nó rành vậy đi. Thì nhồi tới nhồi lui hoài thì mình biết rõ cái ngóc ngách, cái hóc búa, cái xảo trá tư tưởng. Khi biết rõ như vậy rồi thì vô tình là qua nhập lưu. Chứ bây giờ tìm nhập lưu ở đâu bây giờ? Tìm ngay ở trong cái lạc thọ, khổ thọ, cái đau khổ này sẽ thấy có cái bồ đề niết bàn ngay trong đó. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại bài kinh 66, rồi sau đó quý vị trả bài. Trả bài kinh 66 này thì ai cũng phải trả hết, tôi không có lựa người nữa. Cái bài cái đầu tiên là dễ vô cùng, thì có 6 chứng thì trong đó có sẵn rồi. Cái thứ hai là trình bày 36 pháp, vô duyên con mắt, vô duyên sắc trần có hiện nhãn thức để người gỡ ba pháp này. Xúc vô xúc là tỏ, vô duyên tỏ là ái. Rồi dưới này bài trầu dọc là mắt tai mũi lưỡi thân ốc sắc thinh hương vị xuất pháp. Đó là phần thứ hai. Rồi phần thứ ba là chứng minh 36 pháp này là vô ngã. Thì trong kinh cũng có sẵn. Chúng ta thấy sự duyên khởi của 36 pháp. Thì nói như 36 pháp này là có ngã không đúng, vì mình thấy rõ sự sinh diệt của nó. Nếu nói mà 36 pháp là có ngã thì chân ngã là sinh diệt, do đó không hợp lý. Thì nó có rõ, nói rất là rắn rắn tắt, nhưng mà mình khi giải thích phải giải cho rành. Đó là phần thứ ba. Phần thứ tư là nếu ai nhận 36 pháp này là tập khởi thân kiến. 36 pháp là ta, là cô ta, tự ngã cô ta, tập khởi thân kiến. Đoạn diệt thân kiến là thấy không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã. Chỗ này là chỗ lầm nhiều. Đoạn diệt là quán sát, rồi tổng hợp nó, rồi phân tích nó. Như vậy là pháp môn đối trị. Lặng lẽ thấy sự chuyển biến của 36 pháp. Vì cái lặng lẽ này chính là Phật. Còn bây giờ người trời thấy lờ mờ mới phân tích 36 pháp này. Nó là do duyên hợp lại. Thì cái này thế giới chu kỳ. Thì được, sợ nó quá mới chạy lên khỏi người trời nữa. Thì có người trời thấy không ổn thì chạy lên khỏi trời dục sắc giới. Rồi không ổn chạy lên khỏi trời vô sắc. Còn khi mình quán sát kỹ như vậy rồi thì mình không chạy đâu hết đó. Còn quán sát không kỹ, mình ở bốn đường ác thời gian, cái mình dính mắt mình xuống bốn đường ác. Cũng như tôi bây giờ cho vô nhà tướng điên, thời gian là tôi thành điên luôn. Còn nếu gì nhập lưu, vô bất lai A-la-hán, ta vô trong đó thì ta vẫn là A-la-hán, ta đâu có điên được. Ta vô để độ mấy người ở địa ngục. Thì quý vị đi coi nhà thương điên ở Biên Hòa, thì giờ mới thấy ớn. Nó đâu có biết cái gì đâu, nó là vật lý, sinh lý mà nó ăn cứt luôn, nó hiểu ra, nó bốc nạn, rồi nó nhét cho mấy người vô trong đó ở. Gặp tôi vậy thời gian chắc tôi thành địa ngục luôn, tôi cũng điên luôn. Chỉ có mấy Bồ Tát Thánh như A-la-hán trở lên thì mới có thể vào mà đưa người ta thấy nó rõ. Người ta có thể ăn cứt, có thể ăn sắc, có thể này kia, nhưng mà ta nhìn nó, cái nhìn nó khác. Người ta tỉnh thức, ta ăn cách tự tại. Còn cái địa ngục thì nó ăn cái đó, nó cho nó là món ăn ngon của nó. Cũng như con dòi ở trong đống phấn. Có hai người bạn tu, một người sanh lên cõi trời, người đó thì xuống thành con dòi. Có ông kia lên cõi trời mới dòm thấy ông bạn, kiếm hoài mới thấy ổng nằm có trong dòi trên đống phấn. Mới xuống kêu tên ổng, nói tôi. Sao anh ở trên đống phấn
Anh nghe lời tôi niệm Phật đi để sanh về cõi trời. Nó tôi ông đi đi, tôi ở trên đồ ăn ngon muốn chết mồ đây mà nói là cái gì đâu. Tôi không đi đâu, tôi ở trên đồ ăn đủ đồ ăn ngon hết là cái phận nghĩa đó. Ông nằm trên đống phận, ông ăn ba mươi phận, ông thấy thích thú. Tôi thấy an lạc thích thú vô cùng. Anh nói là cõi nào, anh nói cõi nào thì kể anh. Tôi cứ ở cõi này đủ vật chất cho tôi ăn, tôi hưởng thọ khoái lạc. Đầu hoàng thôi. Thành nó cõi này cũng có người vậy đó. Có người mà ở bốn đường ác, nhậu nhẹt say sưa mà nói họ sai, họ không chịu quá. Tôi rất là làm hứng thú ở trong cõi đầu, uống rượu vô là tất cả con mây con đồ biết vậy đâu. Thành là cái ông tảng đà vậy đó, với say sưa nghĩ cũng muốn chừa, muốn chừa nhưng tỉnh lại hay ưa, hai ưa nên ngồi không chừa được, chừa được rồi ra cũng chẳng chừa. Nó thích thú quá mà. Đất sai đất cũng lăn quay, mà trời sai mặt cũng đỏ gai ai cười. Tôi sai mặt trời cũng sai. Mà chữa cho cái ngu si của mình thì chịu thôi, tại cái trình độ họ như vậy. Thành ra giờ trở lại mình phải biết cái trình độ của mẫu giáo. Chi vậy? Để đừng dính mắc nó. Còn quý vị lờ mờ, quý vị giọt lên khỏi người trời, quý vị trả bài thao thao bất tuyệt. Mà là cái máy thâu băng, quý vị trả lời cái băng đó trả lời. Nhưng mà trả nợ quý thần thôi. Có người còn không thuộc nữa à, đem tờ giấy ra đọc. Mà đọc cà trật cà ruột rồi rặn đã từ chữ, tức là không có coi trước. Chết rồi đi học Pháp mà để như vậy là chết rồi. Mình không có gì sự sanh tử mà nghe Pháp, mà vì cái ngã cái ta của mình để mà cho người ta biết rằng mình ngon lắm. Tôi khen một cái thì nở mặt, mà tôi chê một cái là thôi khổ sở. Cứ sợ ngoài, sợ tôi mà không sợ mình. Cái đáng sợ nhất đó chính là ta. Cái gì đó, cái đó thì ai cũng nói được nhưng mà làm thì không làm được. Tôi chê một chút là quý vị khổ, rồi tôi khen một cái nở mặt bằng cái nia. Chúng ta phải biết sống trở về mình, tôi đã nói rồi. Trong thân mình có đủ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và có đủ người trời, có đủ niết bàn là Phật cũng ngay trong xác thân này. Chỉ đổi cái nhận thức thôi. Mà nhận thức mà không chịu đổi. Tôi trả bài rót rót ngay sư khen cái ngon à, cái đó là tôi là của tôi biết vậy là tôi hơn Phật tử khác rồi. Sao mình nó hơn mình? Từ nay Phật tử nên trở về với mình. Tôi đã năn nỉ mấy lần rồi. Thì học 15 hạng chúng sanh này, chúng ta sẽ biết mình ở địa vị nào. Mà biết một cách rõ ràng á, chứ không phải biết lờ mờ rồi cứ chạy trốn lên là không được. Thành ra tôi năn nỉ quý vị là từ nay chúng ta bắt đầu trả bài kinh 66 à, thì trong đó là có đủ hết trơn, có 6 phần thôi. Phần đầu là nói về 6 chứng, rồi thứ hai là trình bày 36 pháp, rồi thứ ba là 36 pháp là vô ngã, thứ tư là 36 pháp là nhập lưu, tức là không chấp nhận nữa, dứt thân kiến, tức là nhập lưu. Rồi cái thứ tư, cái thứ năm nữa là dứt tham sân si, tham dục như sân. Cái thứ năm là dứt cả bất lạc bất khổ thọ. Rồi cuối cùng kết luận là 60 vị đắc quả là hai. Quý vị cũng có quyền đắc quả, chứ quý vị phải sống thật đi rồi nó cũng đắc quả thôi. Nó khó thì khó thiệt. Cái núi thì nó cao nhưng mà ý chí mình cao hơn núi, thì cái gì không làm được. Thì quý vị cố gắng là cái bài này là tôi thấy bài kinh 66 người nào cũng phải trả hết, nghĩa là không có lựa chọn. Còn tới câu thứ hai là tôi lựa giải thích về 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái nó khác nhau thế nào, và cho thí dụ nhãn thức rồi nhĩ thức tỷ thức thiệt thức tới 6 cái. Thì cái này là một số đặc biệt mới trả thôi, còn lơ mơ là chỉ nghe qua rồi sao hãy trả sao. Thì cái bài kinh 66 này khẳng những Phật tử, mà tôi kêu cả quý sư nữa, sư nào cũng vậy, từ tỳ kheo cho tới sa di tới tập sự. Nó là cái
cái nền tảng, cái sanh tử của mình. Còn qua câu hỏi thứ nhất là nói về nhận xuất nhận thức tội thì tôi không dám kêu đâu, cái này thì có ạ. Còn cái trả này thì dễ dàng thôi, mà Phật tử nào cũng phải nằm lòng. Thì nói là 15 mạng chúng sanh nằm trong đó, 15 mạng chúng sanh chúng ta phải nằm lòng. Vì nói là con đường sanh tử của mình, vô đây nghe Pháp là vì sự sanh tử mà nghe Pháp, chứ không phải khoe cái danh của mình. Tôi ra giảng sư tôi dạy cho cả đống, mà cuối cùng cái nền tảng tôi không biết. Thì thôi bây giờ chúng ta lật cái bài kinh 66 ra, tôi giảng theo đó, rồi sau đó chúng ta trả bài. Thì quý vị lật cái bài kinh 66 ha, tôi giảng sơ, rồi quý vị trả bài theo cái bài kinh này. Phần dẫn nhập có 6 chứng thì chúng ta biết rồi. Một là vào một thở nọ, tức là thời gian tại tỉnh xá cấp cô độc rừng Cây Đà, thành xá vệ là không gian. Đức Thế Tôn giảng là người giảng. Một hai, 1250 vị tỳ kheo nghe là giảng cho ai? Và giảng cái gì? Là bài giảng là kinh 66. Nội dung là giải thoát sơ thiện hậu thiện, trung thiện hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tức là cái kinh nào của Đức Phật cũng đưa tới là giải thoát, tức là A-la-hán và Như Lai thôi. Thì cái này cũng vậy thôi. Phần thứ hai là trình bày kinh 66. Thì cái câu đầu là khó đó. Có 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Còn đi xuống đó, 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Rồi 6 trần là sắc, thân, nhân, vị, xúc, pháp. 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức. 6 xúc là cũng nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc. 6 thọ, 6 ái cũng vậy. Thì quý vị phải trả theo chiều dọc và chiều ngang. Không có cầm giấy nha, ra thuộc lòng á, ra ngoài đây trả. Bất cứ người nào cũng trả được đó, đây là không có lựa nữa. Rồi qua câu hỏi số 1 thì bắt đầu tôi lựa, cái đó là khó đấy. Còn phần thứ 3 là 66 là vô ngã, tức là 36 pháp là vô ngã. Nếu nói 36 pháp là tự ngã, tức là chơn ngã đấy, Niết bàn đấy, không hợp lý. Sự sanh và diệt của 36 pháp được thấy. Sanh diệt đây mình phải giảng à, sanh diệt chu kỳ, sanh diệt sát na. Thì cái nào cũng sanh diệt thôi, một cái sanh diệt thần tốc, tức là nhân quả đồng thời, một cái sanh diệt nhân quả khác thời. Vậy thì tự ngã, tức là chân ngã chân như sanh diệt, do đó không hợp lý. Thì cái này phải học thuộc lòng. Thứ tư là sự tập khởi về đoạn diệt thân kiến. Thì cái này đã quả nhập lưu đấy. Nếu ai quán 36 pháp là tôi của tôi, tự ngã của tôi, sẽ tập khởi thân kiến. Ngược lại, nếu ai quán 36 pháp là không tôi, không của tôi, không tự ngã của tôi, sẽ đoạn diệt thân kiến. Thì thân kiến là cái đầu, thân kiến với cánh thủ nghi. Nhất được cái này là đi vào quả đầu tiên. Hơn là được sanh cõi trời, hơn được chủ sanh thống lãnh cõi đất. Hơn chủ trì võ trụ quá dự lưu tối thắng. Nói một cái tập khởi và đoạn diệt là chúng ta bắt đầu đi vào giải thoát. Đầu tiên cũng là giải thoát cuối cùng. Tôi có giảng nhiều lần rồi. Cái thứ năm là sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Khi mà dứt thân kiến rồi thì có cái nhìn trực giác, tức là cái nhìn giải thoát. Từ đây là chúng ta đi vào cảm giác. Cái kia là sát thân, tới cảm giác, tới tư tưởng. Cảm giác là nhất dẫn lai, bất lai. Tư tưởng là A-la-hán. Có nhiêu đó thôi. Thành ra do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ, phát khởi sáu thân thức. Điểm gặp gỡ có ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Sự tập khởi tham sân si, nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ tán tán trú ở ái trước, thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn tan gian tan khóc, đập ngực rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên sẽ tùy tăng. Quý vị phải học thuộc cái này, thấy không? Đằng sau này quý vị trả bài, quý vị thấy nó có thứ lớp trong đó. Còn quý vị tu cũng có thứ lớp, nhập lưu rồi qua nhất dẫn lai bất lai. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, với khổ thọ mà không như thật biết,
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm thọ ấy thì vô minh tùy miên sẽ tùy tan. Cái này là qua tới A-la-hán đây. Tới phần thứ năm, đoạn diệt tham sân si, cũng hai cái ba cái cảm thọ đó thôi. Nếu ai cảm xúc lạc thọ mà không quan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước thì tham tùy miên không tùy tan. Thì cái này có hai cái, một cái của tư tưởng và cái của bát nhã. Cái tư tưởng là thấy lờ mờ và chảy trốn, cái bát nhã là thấy rõ không chảy đâu hết. Thì hai cái nó quý vị phải rành nó. Thì chúng ta sẽ giảng cái này, tôi đã giảng qua mấy lần rồi, tức là gần 30 năm rồi đó. Tôi ở đây năm 83 tôi bắt đầu giảng qua bài kinh này. Rồi sau này 2-3 năm tôi nghỉ rồi tôi giảng lại, rồi 2-3 năm tôi nghỉ giảng lại lần thứ ba, rồi kỳ này là lần thứ tư. Kỳ này là phải chấm dứt đó, kỳ này là tôi đi sâu á. Nhưng mà tôi hơi thất bại, nãy là tôi gặp cái bản của Thiện Cánh, gặp tên là Tài Đại Sư Không, rồi gặp cho Như Nhật, rồi gặp ông Trương nữa xuống này. Tôi nói trời, vậy là chết tôi. Cái này là tôi giảng tới giảng lui rồi, tôi muốn qua cái nhất giảng lai bất lai, mà giờ cái nhập lưu cũng chưa xong, bốn đường ác cũng chưa xong, giữa cái lờ mờ và cái sáng tỏ cái gì cũng làm chưa xong. Thì vì vậy là ba cái bài giảng mà trạch pháp giữa tư tưởng và bát nhã nó thuộc về đại học ạ. Mình phải có một cái nhìn thấy rõ, vì vậy trả bài rất hay. Mà tôi không ngờ là cái đĩa thâu băng, tôi còn không có cái sự sáng tạo, không có sự sáng tạo. Mà tôi nghe hoài tôi thấy có nhiều người trả giống hệt nhau à. Tôi nói lại là có cái khuôn khổ. Mà khuôn khổ là trở về tư tưởng. Mình có thể nghe, có thể trạch pháp, rồi cuối cùng mình trình bày theo cái hiểu biết của mình. Thì đây có cái cổ gấm đó, thì tương đối là cổ trả không giống ai trơn á, giống của cổ thôi. Thì tôi nói là cái đặc sản của cổ, ít ra cũng phải vậy. Mình có quyền nghe học hỏi hết, nhưng mà khi trả là trả theo cái hiểu biết của mình. Cũng vậy trong kinh này, như tôi quý sư trách tôi hoài, mà thượng đầy tôi hoài, sư nói sư sửa kinh hết. Tôi nói là tôi nói trong cuộc sống làm sao cho sáng tỏ thôi, còn kinh hay không kinh đối với tôi không thành vấn đề. Thành ra tôi mà qua bên Tích Lan giảng là bị đuổi xuống liền. Muốn giảng cái gì phải lấy lời Phật rồi mới bắt đầu giảng. Còn giảng mà không có Phật, không có gì theo cái hiểu biết của mình, cũng trong kinh, nhưng mà tôi giảng theo cái hiểu biết của tôi, tôi không nhớ kinh, cũng coi kinh qua rồi tôi có sáng tạo, tôi giảng theo cái hiểu biết của tôi, nhưng mà nó rất là sáng tỏ. Bởi vì Đức Phật giảng kinh là cái gì? Kinh là cuộc sống. Cuộc sống là niết bàn. Nếu mình hiểu cuộc sống là cho rành thì mình là Phật. Còn hiểu lờ mờ thì mình thành địa ngục hoặc người trời mà cải sửa hoài. Khi hiểu biết rồi là mình không cải sửa, không có chỉ trích, không phê phán, không có thêm, không bớt, không chạy trốn, mà có cứ đứng nhìn mọi sự vật như là mọi sự vật. Tôi thấy Phật tử trả cái đó rất hay đó. Tôi tưởng là chắc quý vị làm được. Nhìn mọi sự vật biến chuyển như là mọi sự vật, đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng chạy trốn, đừng xen vào. Phật tử nói rất hay. Mà hay quá thành ra dở, không có cái thực chứng. Thành ra vậy tôi phải trở lại mẫu giáo, tức là quý vị phải trả cái này. Rồi quý vị phải trạch pháp, có thể trao đổi với quý vị trên mình, nhưng mà khi làm là phải tự mình làm. Thành ra cái câu đầu là khó nhất. Cho thí dụ và nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Rồi thí dụ và nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, nhĩ ái. Rồi tỷ thức, tỷ thọ, tỷ ái. Tới 6 cái đó, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Rồi tới ý. Ý nó cũng là vật lý thôi, thấy không? Thì quý vị phải mỗi người làm lấy, cho không có bắt trước cái thí dụ của ai hết đó. Cuộc sống mình hàng tỷ tỷ thí dụ, nó bắt trước là đâu được. Cũng như quý vị coi cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo, vua Minh Đăng Đà, ông vua ông hỏi độc đáo đó,
Bạch Đại Đức, Đại Đức cho thí dụ, Đại Đức cho thêm cái thí dụ số 2, Đại Đức cho thêm thí dụ thứ 3, Đại Đức cho thêm thí dụ thứ 4. Nhưng mà thí dụ vậy là rành rồi. Còn quý vị cấp cái thí dụ người ta cái trang vậy, cuộc đời không lẽ có một cái cuộc sống đó sao? Nó vô vàng, thấy không? Thành ra đoạn diệt tham sân si, nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không quan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước, thì tham tỳ miên không tỳ tăng. Tham tỳ miên không tỳ tăng thì đắc quả nhất dẫn lai và bất lai. Rồi nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà không sầu muộn, không than gian, không than khóc, không đập ngực rơi vào bất tỉnh, thì sân tỳ miên không tỳ tăng. Thì tham sân nó đi liền với nhau. Nhưng mà nên nhớ, chúng ta phải học cái năm truyền cái tôi cũng giảng rồi, và học cái tứ thiền, thì cái sân nó dễ trừ hơn cái tham. Tới bất lai đó, tới tam thiền thì cái sân hết rồi, nhưng mà cái tham còn. Còn tham tứ thiền, nhưng mà tới bất lai thì không có cảm thọ nữa. Tới tứ thiền là sống hoàn toàn tư tưởng, nhưng mà còn thích tứ thiền là còn kẹt vào cái tham. Nhưng mà tứ thiền thì không có cảm giác. Thành ra cái sân là chấm dứt, sân là do cảm giác. Còn cái tham là do tư tưởng. Thành ra quý vị có thể có cảm giác mà không có tư tưởng, thì cái này là quý vị bắt đầu qua thánh quả. Mà không được. Thường thường cảm giác là đi với tư tưởng. Để tôi đau nhất quá thì cái tư tưởng bắt đầu nổi lên. Cái cảm giác đau là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Còn nếu mà lắng nghe cái cảm giác đau này, thì cái lắng nghe là biết có cảm giác đau, nhưng mà cái biết không phải là đau, không phải tôi, không phải tự, thì bắt đầu ngay là thánh quả. Nhưng mà làm được hay không? Còn lâu. Thì cái đó chúng ta phải qua tam thiền là tứ thiền. Quý vị muốn nhận được cái bất tử, ít nhất quý vị phải qua nhị thiền. Thì có thiện trí thức quý vị sẽ lắng nghe được. Còn không đừng trông mong. Mà nhị thiền là cái gì? Niệm Phật khỏi đếm, niệm thật đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm là còn chưa có làm gì được hết. Tức là tôi giảng cái sơ thiền rất rành, phân nửa bên trong, phân nửa bên ngoài. Khi mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 mà nghĩ tới niệm Phật thì đó là bên trong. Khi nó phóng ra là nó trở về cõi dục ở sát thân bên ngoài, rồi phải kéo trở về, thì cái này là còn tạp niệm. Thế mà ông thiền khách giảng cũng không rành cái chỗ này. Ông giảng cái sơ thiền sau đó thức coi, tôi nói trời ơi, giảng như vậy là chết rồi. Hôm trước mấy kia ông trình bày rất sáng tỏ, nhưng mà đi vô chi tiết thì là kẹt. Nó khó, không phải dễ đâu. Rồi thì ơi, quý vị coi ha, được cái bản ở dưới cỏ tôi coi, tôi lắc đầu rồi nói trời ơi, ông giảng hay quá, giờ vô tới sâu thì ông lại tùm lum hết trơn. Một cái thứ C, nếu ai cảm xúc bất lạc bất khổ thọ, cái này là khó á. Bất lạc bất khổ thọ thuộc về tứ thiền. Chứ tam thiền chưa có bất lạc. Bất lạc đây là tôi nói bất lạc là cái cảm giác bất lạc, có bất lạc mà cái địa ngục nó khác, bất lạc người trời nó khác nữa à. Cái bất lạc bất khổ thọ là cả một cái vấn đề, nó thuộc về vô minh. Mà vô minh địa ngục khác, vô minh của ngạ quỷ súc sanh A-tu-la khác, vô minh của cõi người trời dục giới khác, vô minh của sơ nhị tam thiền khác, vô minh của tứ thiền nó khác, còn vô minh của nhập lưu nhất nhẫn lai bất lai khác. Cái đó là chúng ta đi sâu ạ. Hôm trước tôi có giảng mà làm như nó không đầy đủ lắm, nó không rõ ràng lắm, tôi phải giảng lại. Thì kỳ này là giảng rành hết trơn đó. Nhưng mà tôi vội một cái là mới vô cái mẫu giáo là không có nắm vững. Thành ra quý vị phải thương tôi là cố gắng trả bài. Cố gắng trả bài. Quý vị trả bài cái tôi biết cái trình độ liền. Tôi là tính dí nữa đó. Nhưng mà tôi sợ quý vị mắc cỡ rồi quý vị không vô nữa. Tôi dí thì 10 người là kẹt hết chín rồi. Nhưng mà có dí quý vị mới đi vào sâu được. Trả tôi thấy nhiều chỗ trật mà tôi không dám nói. Có gặp riêng tôi đó thì tôi dí nó thì sáng tỏ. Nhưng mà vậy tôi làm sao có sức khỏe. Dí là dí cả đại chúng vậy chứ. Mà dí đã tôi tính được cái mặt con đâu còn nữa. Mất mặt con.
Tôi sợ quý vị nổi sân rồi, nổi sân đùng đùng lên là mệt cho tôi rồi. Tôi để vậy tôi không dám hỏi. Khi nào rạch kiên đó tôi mới hỏi. Gặp kiên thì tôi gặp một vài người giỏi thôi, còn mấy người thường thường thì tôi phải đầu hàng thôi. Tôi nói học với mấy người cao hơn mình để có cái trình độ tương đương, rồi thỉnh thoảng tôi gặp riêng đó tôi dí à, thì ít mất mặt. Bởi vì có tôi sư với con với hai ba người bán nữa thôi, còn cả một cái đại chúng gì mà sư dí tụi con thì còn mặt mũi con làm sao vô đây, con làm sao dám nhìn người bạn nữa, cái mặt mình bự cỡ nào lắm, mới làm sao mình trừ bỏ cái ngã của mình chứ. Muốn nổi tiếng mình sợ sư sợ Phật tử mà không sợ mình. Người đáng sợ nhất chính là mình. Vậy đâu có học cái đó gì thuộc lòng hết mà, nhưng mà áp dụng vào cuộc sống thì mà thật sự à, nếu mà như vậy là phải bất lai A-la-hán mới được. Tôi cũng biết, biết là biết thuộc lòng thôi, nhưng đụng tới cái ngã là không được. Cũng như tôi có ví dụ ông đệ tử gì đó ngồi thiền thấy mình vô tam thiền, tưởng đâu tam thiền là bất lai, cứ đem cái dao lại cho ông thầy là có thể đánh chửi đâm mình chết cũng được. Rồi hỏi gì chứ, con ăn điểm tâm chưa? Nói chưa. Ra ăn điểm tâm. Nó không, con không cần ăn, thầy chứng minh cho con đi là con đắc quả thánh thứ ba thì con mới đi ăn, còn không là con không. Cái ông thầy thấy là nói gì nói nó cũng biểu mình chứng mà, nhưng mà làm sao ứng chứng. Nó nói vậy cho nó, con bữa nay con ngậm thấy an lạc vô cùng, an lạc luôn 2 3 ngày mà chưa hết thì nhất định là chắc con phải vào thánh quả, ít nhất cũng là bất lai. Ông thầy hỏi ăn điểm tâm chưa? Nói chưa. Con không cần ăn, thầy chứng minh cho con đây là con dao, thầy có thể đâm con chết con vẫn mỉm cười. Ông thầy thấy có chú này khó nói đó. Nó đòi chứng minh thôi mà mình chưa thử nó dở là làm sao biết nó đắc quả thánh. Rồi hỏi gì con lại Phật chưa? Con cũng chưa lại, con vô thầy chứng minh thì con mới lên lại Phật. Nói thôi giờ con lên lễ Phật đi, rồi xuống là thầy chứng minh cho. Thì ông này thấy lễ Phật đâu có gì lâu, ăn thì điểm tâm thì lâu, lên lại Phật một cái xuống thầy cũng chứng minh mày bất lai thì ngon quá rồi. Mới chạy lên lễ Phật thì ông thầy mới kêu chú tiểu nó vô, nó đừng có rửa tay, thì kêu nó vô gặp thầy liền, thầy có cần nói chuyện gấp, đừng có rửa tay rửa chân gì hết đó. Thì nó đang làm ở ngoài đồng đó mà, cào cuốc rồi trồng cây nào kia để mà lo cho chùa. Chú tiểu mà giữ đuổi quả, nó vô tay chân dính sình bùn không. Thầy mới kê tay nói nhỏ, thì nó mới chạy lên chánh điện, nó thấy ông sư huynh đó, nó cư sĩ mà tưởng đâu mình đắc quả thánh thứ ba. Rồi ông cư sĩ là bữa nay tính lễ ông thầy mặc áo mới tinh, may đổ đồ mới mà được khu bỏ nhà, bữa nay mình đắc thánh quả thứ ba rồi. Thì ông mới trải cái áo dài như quý vị, cái áo cái đuôi trải ra ngoài gạch, lễ đàng hoàng, lễ chậm rãi cho có hạnh mà. Thánh thứ ba là phải làm gì từ tốn, có hạnh kiểm này kia. Thì ông này chạy thịt thịt lên nó dòm coi, dòm thấy cái chú tiểu tay chân sinh bùm không. Thì nó chết cha, cái áo mình trắng tanh vậy mà nó đạp cái là chết, kéo trở vô. Thì chú tiểu này không biết vô tình hay là hết sức cố ý, không biết, có lẽ là vừa vô tình mà vừa cố ý. Vì ông thầy dặn mà, nó chạy lên cái nó dẫm cái chân lên cái áo dài của chú kia kéo vô sát mình, rồi nó cũng cố định mà nó dẫm lên. Chú này đứng dậy tống cho nó một đạp, thằng nhỏ té lăn cù, rồi xách lỗ tai lên tán nó mới bật tai nữa. Thì ông thầy hiện ở cửa, thôi đủ rồi con, bao nhiêu nó chứng tỏ con là thánh quả rồi. Chúng ta thấy là trong lúc mà chúng ta tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì chúng ta có thể giống như bất lai. Nhưng bất lai thì đâu có tập trung, luôn luôn là thường định. Còn mà tam thiền thì phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu, có đề mục, có điều kiện mới đi vào đó được. Mà khi quên mất cái điều kiện rồi thì trở ra phàm phu. Còn bất lai thì người ta hằng hằng nó như vậy, luôn luôn tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc tọa mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Tôi hết rồi đó. Còn
Thánh còn thánh thứ ba cũng vậy, nhưng mà người ta là thường thường lạc chứ không phải nhập rồi xuất. Cái này không có nhập thì quên đi, thì tất nhiên là nhỏ vô đạp một cái rồi là nổi sân liền. Tao là tránh mày, tao kéo cái y vô mà mày lại đạp lên cái gì tao vô, mày cái thứ đồ là đuôi. Nó chửi người ta liền, mà chửi đâu có đã. Tống cho nó một đạp nó lăn cù dưới đất, còn kéo nó lên tính quánh nữa. Cái sân quá trời đi. Chứ còn bất lai tao đâu có làm, nó tao luôn luôn tỉnh thức mà. Thì chúng ta mới thấy là giữa bất lai với giữa tam thiền nó giống hệt nhau. Tôi thường nói hai ly nước đó. Thế là bây giờ có mấy vị pháp sư, mấy vị tiến sĩ thì nói là cái tam thiền đó là thánh. Nếu mà có điều kiện, có đè nén, có đối trị làm sao là thánh được? Thánh là thường định. Mà trong kinh thì tưởng là có nhập có xuất. Mà thánh làm gì có nhập xuất? Người trời phải nhập xuất. Hễ nhập thì tương tự như bất lai, mà xuất ra thì phàm phu. Tương tự chứ không phải là bất lai. Đó, hiện cánh đề hay là tương tự, tương gì tương đương. Đó là tương tự chứ không phải tương đương, mà tương đương như bất lai mà thật sự là tương tự thôi. Mà thành ra ở đây tôi muốn vị trạch pháp, mà rồi quý vị cũng trở về người trời à, thì kệ nó. Nhưng mà lâu lâu tôi cạo lại một cái rồi tôi nhắc nhở coi, nếu gì không qua được thì được nhất niệm cũng được rồi, nhưng mà nhớ nhất niệm là về cõi trời nha. Quý vị năn nỉ, quý vị nhớ phát nguyện một cái di nguyện vãng sanh. Nhất niệm mà phát nguyện thì 100 người về đó hết 100, còn nhất niệm mà không phát nguyện sanh về cõi trời thì không. Cõi trời có cõi có Phật pháp, có cõi không có. Mà nếu về có không có Phật pháp mà có hoàn cảnh như vậy thì quý vị xa đọa liền, hết thước là xa đọa. Chúng ta nên nhớ chỗ đó. Thành ra phải giữ cái nguyện hoài, di nguyện vãng sanh, di tệ thị nghiệp, giới định tệ, lấy cái tệ làm gốc. Cái dụng là cái quan trọng nhất. Thì tính hành nguyện, lấy cái nguyện làm nền tảng. Cái nguyện là cái diệu dụng, còn cái tính cái hành đó là cái tính là giới, là cái thân, niệm Phật lại Phật, rồi cái định đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Mà ở đó mà chịu phát nguyện thì mới vãng sanh được. Cái nguyện là cái huệ. Thành ra tôi giảng rất là rành cho quý vị, mà lâu lâu thử rồi quý vị cũng trở về tư tưởng à. Nghe không? Thì thôi, ở đây tới đây là hết đó. Thì kết luận là vị đa văn thánh đệ tử yểm ly 36 pháp. Anh sẽ chữ yểm ly là giết chết người ta. Yểm ly có người hoặc là yểm ly là không theo. Biết vọng không theo. Tri huyễn tức ly. Biết vọng tức là không theo nó. Nên cái danh từ dịch nó nguy hiểm lắm. Thì tôi thấy không theo, mình có theo đâu, bây giờ không theo. Hồi xưa tôi theo, bây giờ tôi không theo. Không theo cũng là theo. Tôi biết hồi xưa là ác, bây giờ tôi lấy cái thiện chờ cái ác, thì cái thiện cũng là cái vòng luẩn quẩn thôi. Tôi biết đây là cái xiềng xác thì tôi sửa thành cái xiềng vàng. Xiềng vàng không phải xiềng xó. Thành nó biết vọng không theo thì nó kẹt. Không theo là đã có theo, bây giờ không theo. Còn biết vọng mà tôi không dính mắc. Không theo tức là bỏ nó chạy trốn. Tôi không theo anh nữa. Anh là tên ác, giờ tôi không theo anh nữa. Còn bây giờ tôi biết anh là người xấu, là người ác. Tôi vẫn ở với anh mà tôi không dính mắc nữa. Tôi rành anh quá rồi, anh không thể làm cho tôi dính mắc nữa. Thành ra ghiền nghiện ngập mà không có thì quậy. Còn khi người ta không dính mắc là người ta vẫn ở trong cà phê, trong thuốc lá, mà ta không dính mắc là có hút, không có thì thôi. Không dính mắc là cái chỗ đó là không chạy đâu hết, là thấy rõ cái sự nguy hiểm, cái sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi này. Thì thấy rõ như vậy rồi, người ta không cần chạy trốn gì nữa. Thì đó là cái câu thứ tư. Nếu ai cảm xúc bất lạc, bất cổ tọa mà như thật quyết, sự tập khởi, sự đoạn diệt. Người tập khởi trên có nói rồi, không phải ta, không phải của ta, tự ngã của ta, đó là đoạn diệt.
Mà nếu đoạn vợ bằng pháp đối trị thì phải quán xét, phải phải tổng hợp. Mà nếu đoạn diệt bằng cách Bát Nhã thì chỉ thấy rõ thôi, không có phân tích, không có tổng hợp gì hết đó. Thì mình thấy là cái ghiền của mình là do nhiều duyên hợp lại, cái sắc thân này là do mắt tai mũi lưỡi hợp lại, thì khi nó rã ra là chết, đó là người trời. Để rồi không dính mắc vào sắc thân, sắc thân tôi không có, vô ngã. Thành ra vô ngã theo người trời là vậy đó. Quán xét các pháp là duyên khởi giả hợp, đa số bây giờ mấy giảng sư giảng vậy đó. Duyên khởi giả hợp thì đúng chứ đâu phải sai. Cái thân tôi là do mắt tai mũi lưỡi hợp, do tim can thì phải tận, do đất nước lửa gió. À, sắc thân là đất, rồi nước mắt nước tiểu là nước, rồi lửa là hơi nóng, đâu có sai. Nhưng mà luân hồi, bây giờ tôi nhìn sắc thân tôi không cần quán xét, không cần tổng hợp gì hết đó. Mà tôi thấy được cái sắc na nằm trong cái chu kỳ đó, nó không có sắc thân rõ rệt, nó chỉ là cái điện tử hợp lại thôi. Mà điện tử rồi thì nó chỉ là cái hào quang thôi, thì không phải là hiện tại mà là cái hiện tiền. Tôi đã giảng nhiều lần rồi nhưng mà giảng vậy cho tôi cũng chưa được nha, tôi xin thưa. Thì mình làm sao mình ôn tới ôn luôn để rồi đừng có dính mắc trong đó. Mình phải nhờ cái đó. Mà muốn ôn vậy đó thì chúng ta ít nhất phải qua nhị thiền, tức là khỏi cần niệm Phật nữa, mà tiếng niệm Phật vẫn ở trong phát ra. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục để rồi trả bài nha. Kết luận là vị đa tăng thánh đệ tử yểm ly 36 pháp, thì chữ yểm ly này chúng ta phải dùng là không dính mắc, chứ không phải là chạy trốn 36 pháp, rời khỏi 36 pháp, nào, tách xa 36 pháp, không có tách đâu hết đó. Chữ ly này nó khó dịch. Do yểm ly vị ấy giải thoát, do giải thoát hiểu biết ta đã được giải thoát, và tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Phổ Tôn dạy, tâm của sáu dịch chục vị tỳ kheo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Giảng rồi sáu chục vị đắc quả là an liền, cái bài kinh độc đáo đó, nghĩa là thâm thúy vô cùng. Thì thứ nhì Xá Lợi Phất lập lại lời Thế Tôn này giảng cũng sáu chục vị, còn cái vị thứ ba thì tôi chưa tìm ra, thấy Hòa Thượng Minh Châu chú thích ở dưới, chắc trong kinh có để. Cũng thuyết giảng mà không biết bao nhiêu vị, mà 10.000 vị tỳ kheo đắc là hả? Ông này độc đáo á, mà tôi không có tìm ra cái sự tích ở đâu. Thì thấy Hòa Thượng Minh Châu chú thích vậy thôi. Thì thôi bây giờ tôi là xong đó, giờ tới quy trả bài. Còn ba cái câu chuyện đó chúng ta tạm dừng đi, nó cao quá, nó thuộc về trạch pháp của đại học. Bây giờ chúng ta rớt xuống mẫu giáo. Coi chúng ta có hiểu rành cái mẫu giáo không, thì bây giờ trả bài. Mà cái này hầu như tất cả đều phải thuộc lòng, là không có cái này, nó quá dễ đi, chỉ học thuộc lòng rồi trả ra thôi, đâu có, chưa có việc làm, chưa có sự quán xét của mình, nghĩa là chỉ ăn cỏ thôi, ngon lạnh thôi. Có nắm cỏ đó thì bây giờ mình con trâu, mình chỉ nuốt vô để đó thôi, rồi mai mốt tới bài thứ hai bắt đầu mới ọc ra nghe ngóng. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn cỏ, ăn cơm rồi tới ăn pháp lý, rồi để đó thôi, rồi về nhà phải nghiền ngẫm à, sau chúng ta mới bắt đầu. Thì bây giờ kêu ai là nấy trả, không? Cái này là tôi nhắc là cần cả tháng nay 4 năm kỳ rồi, tôi có nhắc là ráng học thuộc bài kinh 66, không? Có không? Tôi có nhắc không? Thì có, thì bây giờ ai cũng phải trả hết, phải vậy không? Chứ không có nói là tôi chưa biết nói à, không? Cũng phải tập nói thôi. Thưa sư, con xin trả bài kinh 66. Bài kinh 66 thì có 6 phần, con xin tin vào đi vào phần thứ nhất là phần dẫn nhập. Thì vào một thuở nọ là không gian, là vào một thuở nọ là thời gian tại tịnh xá Cấp Cô Độc Trường Kỳ Đà, thành Xá Vệ là không gian. Đức Thế Tôn giảng là người giảng cho 1.250 vị tỳ kheo thì là giảng cho ai? Bài kinh 66 nội dung là giải thoát, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn, viên mãn, thanh tịnh. Phần thứ hai
là trình bày kinh 66. Con xin nói về cái chiều ngang, chiều dọc trước là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Thì sáu căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là sáu nội xứ. Thì gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn, gọi là sáu nội xứ. Rồi sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, gọi là sáu ngoại xứ. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, còn gọi là sáu thức thân. Sáu xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, gọi là sáu xúc thân. Sáu thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, còn gọi là sáu thân thọ. Sáu ái là nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái, ý ái, gọi là sáu ái thân. Con xin trình bày qua chiều ngang. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc là nhãn thọ, do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên tai, do duyên cái tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhị thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là nhị xúc. Do duyên nhị xúc là nhị thọ, do duyên nhị thọ là nhị ái. Do duyên cái mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là tỷ xúc. Do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Do duyên cái lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc là thiệt thọ, do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Do duyên ý căn, do duyên cái thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là thân xúc. Do duyên thân xúc là thân thọ, do duyên thân thọ là thân ái. Do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là ý xúc. Do duyên ý xúc là ý thọ, do duyên ý thọ là ý ái. Do duyên ý căn, do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là ý xúc. Do duyên ý xúc là ý thọ, do duyên ý thọ là ý ái. Phần thứ ba, 36 pháp là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã là không thật, không hợp lý, bởi vì đã thấy rõ 36 pháp là sự sanh diệt của 36 pháp, đã tự thấy rõ. Do đó tự ngã là chân ngã mà sanh diệt thì không hợp lý. Phần thứ tư là sự tập khởi và sự đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, là tập khởi thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp không là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, là đoạn diệt thân kiến. Phần thứ năm, sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si. Do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ phát hiện ra sáu thân thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là sáu thân xúc, do sáu thân xúc là thân thọ, do duyên thọ là sáu thân ái. Thọ thì có ba: lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ. Nếu ai quán lạc thọ là quan hỷ, tán thán, trú ở, ái trước, thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai quán khổ thọ mà sầu muộn, than gian, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai quán bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm giác ấy, thì vô minh tùy miên sẽ tùy tăng. Ngược lại, nếu ai quán lạc thọ mà không quan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước, thì tham tùy miên sẽ không tùy tăng. Nếu ai quán khổ thọ mà không sầu muộn, không than gian, không than khóc, không đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên sẽ không tùy tăng. Nếu ai quán bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm giác ấy, thì vô minh tùy miên không tùy tăng. Phần thứ sáu là phần kết luận. Các vị đai văn thánh đệ tử đã yểm ly 36 pháp. Do yểm ly nên được giải thoát, hiểu biết ta đã được giải thoát.
tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn trở lui các trạng thái này nữa. Các vị tỳ kheo tính thọ lời Thế Tôn dạy, tâm 60 vị đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc và hoàn toàn không còn chấp thủ nữa. Kính bạch sư, con xin hết. Vậy là hay quá rồi đó. Mô Phật. Kính bạch sư, con xin trả bài kinh 66. Thì bài kinh 66 chia ra làm 6 phần. Phần thứ nhất là phần dẫn nhập gồm có 6 chứng. Phần thứ hai là phần trình bày kinh 66, 36 pháp theo chiều dọc và chiều ngang. Phần thứ ba là nói về 36 pháp là vô ngã. Phần thứ tư là phần nói tập khởi và đoạn diệt thân kiến của 36 pháp. Phần thứ năm là phần nói tập khởi và đoạn tận tham sân si. Và phần thứ sáu là phần kết luận. Thì con trả lời phần thứ nhất thì gồm có 6 chứng. Một là thời gian, hai là không gian, thành sáu vệ, rừng kỳ đà, tịnh xá của ông cấp cô độc. Ba là Đức Phật giảng. Thứ tư là 1250 vị tỳ kheo nghe. Thứ năm là nói về bài kinh 66. Thứ sáu là nội dung giải thoát, sơ trung hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn, thanh tịnh viên mãn. Phần thứ hai là phần trình bày kinh 66, 36 pháp theo chiều dọc và chiều ngang. Thì trước hết con xin nói theo chiều dọc. Một là gồm có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn, gọi là 6 nội xứ. Hai là 6 trần gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần, gọi là 6 ngoại xứ. Và ba là 6 thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, gọi là 6 thức thân. Thứ tư là 6 xúc gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, gọi là 6 xúc thân. Phần thứ năm mà nói về 6 thọ. Một là nhãn thọ, hai là nhĩ thọ, ba là tỷ thọ, bốn là thiệt thọ, năm là thân thọ và sáu là ý thọ, tức là 6 thọ thân. Phần thứ sáu là nói về 6 ái. Một là nhãn ái, hai là nhĩ ái, ba là tỷ ái, bốn là thiệt ái, năm là thân ái, sáu là ý ái, tức là 6 ái thân. Sau đây con nói về phần chiều ngang. Do duyên mắt, do duyên sắc trần thì phát hiện ra nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc là nhãn thọ. Do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là nhĩ xúc. Do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ. Do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Thứ ba là do duyên mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là tỷ xúc. Do duyên tỷ xúc là tỷ thọ. Do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Bốn là do duyên lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc là thiệt thọ. Do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Phần thứ năm là do duyên thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là thân xúc. Do duyên thân xúc là thân thọ. Do duyên thân thọ là thân ái. Thứ sáu là do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là ý xúc. Do duyên ý xúc là ý thọ. Do duyên ý thọ là ý ái. Phần ba la mã là 36 pháp là vô ngã. Nếu nói 36 pháp là có tự ngã, điều đó không hợp lý, vì sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy. Vậy tự ngã hay chơn ngã sanh diệt, do đó không hợp lý.
Phần thứ tư là phần nói về tập khởi và đoạn diệt thân kiến của 36 pháp. Nếu ai quán 36 pháp do là của ta, là ta, tự ngã của ta, thì sẽ tập khởi thân kiến. Ngược lại, nếu ai quán 36 pháp không phải là của ta, không là tự ngã của ta, thì sẽ đoạn diệt thân kiến. Phần thứ năm là nói về sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ, phát hiện ra sáu thức thân, sự gặp gỡ của ba pháp là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba là thọ lạc, thọ khổ và thọ bất lạc, bất khổ thọ. Phần thứ nhất là nói về sự tập khởi tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ tán thán, trú ở ái trước, thì tham tùy miên của vị ấy sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, than gian, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà không như thật biết, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ, thì vô minh của vị ấy tùy tăng. Ngược lại, tức là phần đoạn tận tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không hoan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước, thì tham tùy miên, không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà không sầu muộn, không than gian, không than khóc, không đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà như thật biết, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ, thì vô minh của vị ấy không tùy tăng. Phần thứ sáu là phần kết luận. Các vị đa văn thánh đệ tử, yểm ly 36 pháp, do yểm ly được giải thoát, do giải thoát hiểu biết, ta đã được giải thoát, và tệ truy sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Các vị tỳ kheo hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy, tâm 60 vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Mô Phật. Quá, cha cũng vậy. Quý vị thấy nó quan trọng lắm á, phải học thuộc lòng á, cũng như là ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ tán tán trú ở ái trước, thì nó năm phần đó. Lạc thọ mà hoan hỷ đó, thì lạc thọ là nó thuộc về tam thiền, hoan hỷ là nhị thiền, tán tán là sơ thiền, trú ở là cõi trời dục giới, ái trước thì là bốn đường ác, trong này nó có thứ tự đó. Còn nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, than gian, than khóc, sầu muộn đó là tam thiền, mất cái lạc thọ nó đi với cái khổ thọ, cái sầu muộn nó đi với cái hoan hỷ. Hãy mất cái hoan hỷ thì sẽ sầu muộn, mà mất cái tán thán sẽ than gian, mất cái trú ở thì than khóc. Giống như A Nan mà mất cái trú ở được Phật chết thì than khóc, đó là ở cõi người và trời dục giới. Còn nếu ái trước là dính mắc vào đó mà mất cái là đập ngực rơi vào bất tỉnh, là xa xuống địa ngục đấy. Còn ai cảm xúc bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi. Tập khởi là cho bất lạc bất khổ thọ là ta của ta, tự ngã của ta. Còn thấy nó là không phải ta, đó là đoạn diệt nó. Rồi vị ngọt tức là chìm đắm trong đó, thích thú ở trong đó không chịu ra. Sự nguy hiểm là hết cái đó nó xòe xa đọa xuống bốn đường ác. Và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy, xuất ly là thấy rõ nó, chứ không có pháp môn gì hết, thì tất nhiên không dính mắc nữa, thì nó có thứ tự của nó. Thành ra quý vị phải học cho thuộc lòng để thấy 15 hàng chúng sanh nằm trong đó. Đó, thành ra tôi mới yêu cầu quý vị học thuộc lòng, thì thuộc lòng ở trong người mình, rồi ngồi thiền ốc nó ra, rồi khi sống mà lọt vào trong chỗ nào biết cái chỗ đó. Khi mà dùng pháp đối trị mà phải biết, khi mà lặng lẽ nhìn nó mà biết nó, thì cái này qua thánh nhân quý vị sẽ thấy rõ cuộc sống này.
À, quý vị là thánh, là phàm, quý vị sẽ nhận đó. À, hoặc là quý vị dùng pháp đối trị là tư tưởng, thì quý vị nhập vào sơ nhị tam thiền. Mà tam thiền thì nó thuộc về lạc thọ, nhị thiền nó thuộc về hỷ thọ. Quý vị học của tôi đã có giảng rồi, cái hỷ là cái mừng, còn cái lạc là cái vui. Thì tam thiền là vô trong lạc thọ bỏ cái hỷ. Thì cái bài kinh nói rõ, nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà ly hỷ trú xả, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, bỏ cái niệm hỷ trú ở trong cái lạc thì mất cái thân, còn cái thân bên trong toàn là lạc thọ. Còn có cái hỷ là có thân ngoài, có thân trong, tôi giảng rất rành. Thì quý vị vô đây, quý vị tu tập, quý vị sẽ thấy trong cái con người mình nó chuyển biến y vậy. Thì đâu cần thầy nào nữa, tự mình đi, tự mình hành, tự mình thành chánh giác thành Phật thôi. Thành thật tôi thấy cái bài kinh rất là quan trọng, nó chia rất là rõ. Thì thôi tới đây cũng hết giờ rồi. Thì khi tới nha, giờ chuẩn bị mỗi người mỗi trả nha, không có ai từ chối hết ạ. Rồi tới ở trên này mấy vị tỳ kheo sa di cũng trả luôn. Rồi chúng ta hãy chuẩn bị cái này là cái sanh tử là việc lớn, vô thường mau chấm đón. Thì cái này là cái sanh tử của mỗi người chúng ta, thành ra chúng ta phải lo lấy mỗi người phải quyết định lấy. Còn tôi kêu mà không trả thì thôi, bây giờ tôi biết làm sao giờ. Cái này là mỗi vị phải lo lấy thôi, nhưng mà tôi kêu hết, có mặt thì tôi đặt tên, còn ai không muốn trả thì tùy quý vị. Thì tôi thấy cái bài kinh này rất quan trọng, nếu mà nghe cho rõ rồi chúng ta sẽ đắc quả thánh nhập luôn. Còn nếu không thì chúng ta cũng được người trời, mà người trời thêm cái phát nguyện nữa. Thì quý vị về cõi Phật, quý vị gặp Đức Phật Di Đà là lập tức nhập lưu liền, chứ không phải ngài giảng như tôi đâu. Ngài cái thần lực rất lớn, nội nghe ngài giảng cái là nhập lưu, cũng giống như mà Phật Thích Ca con mình gặp ngài cái là nhập lưu. Mà tôi giảng 100 lần quý vị cũng chưa đắc nhập lưu, mà tôi cũng không biết tôi đắc cái gì nữa, thấy không? Thì quý vị thấy là giảng sanh rất là quan trọng. 100 người giảng sanh, 100 người thành Như Lai, đó là lời nói của Phật Thích Ca. Thì quý vị cố gắng, thì nếu quý vị không nhập lưu ngay đây thì quý vị có thể nhất niệm, thì tất nhiên cũng phải giảng sanh thôi. Bởi vì khi quý vị tả được cái bài này đó thì quý vị sẽ nhất niệm thôi. Không nhất niệm là không trả nổi đâu. Nhất niệm tức là cái bài pháp nó vô ai lại giao quý vị rồi, thì trong đó nó tràn đầy nó mới ra được. Thành ra tôi cứ yêu cầu tôi là không được cầm giấy. Thì quý vị học một lần không thuộc thì hai lần, 10 lần, 100 lần cũng giống như trả bài. Thì cái niệm Phật giảng sanh cũng vậy, niệm hoài niệm mãi thì nó đầy trong đó. Nó giai đoạn thứ hai là không còn niệm Phật nữa, mà tiếng niệm Phật nó nhập tâm từ ở trong A La Gia nó tràn ra. Thì cái bài kinh này quý vị mà trả được như hồi nãy đó thì là quý vị đã đầy nhất A La Gia rồi. Thành ra tôi hơi khó khăn, tôi hơi ác là tôi bắt quý vị phải học thuộc lòng. Còn không chịu thì thôi, cái đó là cái sanh tử của quý vị. Mà cái tôi là tôi muốn là tất cả nếu mà không đắc quả nhập lưu cũng phải giảng sanh thôi. Mà quý vị qua nhị thiền rồi thì quý vị giảng sanh chắc chắn. Thì thời buổi này thêm cái phát nguyện nữa thôi, thì quý vị cố gắng ở chỗ đó. Thì khi tới về chúng ta học cho kỹ. Bây giờ tôi xin giảng tóm tắt vào bài kinh xá xáo, rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau. Thì phần thứ hai đó là cái phần lẩn thẩn nhất, trình bày bài kinh xá xáo: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Thì cái này tôi thường nói cái căn đó khoa học kêu là sinh lý, tức là có sự sống mà chưa có cái hiểu biết. Thì quý vị đã biết rồi. Còn trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là vật lý, không có sự sống, không có hiểu biết. Thì quý vị phải nhìn ngay trong sắc thân mình và nhìn ở ngoài. Cũng như sắc trần đó thì quý vị có biết cái này vì tôi thí dụ nhiều. Sắc trần đó thì trong mình mới là gàn, cứt ráy, cứt mũi, đồm, nhớt, phẫn, tiểu. Còn ở ngoài là cái lưu, cái dĩa, cái ly, cái dù, cái dép, cái đồ này.
Cái đó đều là sắc trần, nghĩa là có hình tướng, là đối tượng của con mắt. Thì quý vị biết có cái này. Còn thinh trần quý vị không đi, thinh trần cũng là vật lý. Tôi nghe tiếng người ta nói, tôi nghe tiếng chó sủa, tiếng chim kêu, tiếng gà gáy, tiếng mõ, tiếng chuông. Cái này đều là thinh trần, là vật lý. Nó đâu có ăn uống ngủ nghỉ gì đâu, nó đâu có cái biết gì đâu. Mà quý vị không để ý, nhưng có người thì cũng không có biết cái này. Biết có một cái sắc trần, còn chương thì không biết tới năm cái. Mà bỏ cái pháp trần ra, sắc tinh nương dị xúc thì mình dễ rồi. Còn pháp trần là cái gì? Pháp trần là gồm năm cái trên, dưới hình thức làm cho nó sáng tỏ, cho nó rõ ràng hơn, thì có đó kêu là pháp. Vậy thì sắc tinh nương dị xúc được cải sửa, đó là pháp trần. Pháp trần nó rất rộng, nó bao gồm hết sắc tinh nương dị xúc, thì nó cũng là vật lý thôi. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, mà tất cả đều không để ý thì nó là hơi kẹt. Thành ra khi con mắt mà tiếp xúc với sắc trần thì phát hiện nhãn thức. Thì nhãn thức này đó là cái sắc trần này, là cái vụ tôi nhìn cái máy, thì cái máy là nhằm trên cái tròng đen của tôi. Rồi, thì cái cảm giác ngạ quỷ mới mượn cái tròng đen này, nó là cái sinh lý mà nó có sự sống. Còn cái máy là vật lý, đâu có mượn được, nó có biết cái gì đâu. Thì đó là địa ngục. Còn cái này là địa ngục hữu dáng, tức là sinh lý có sự sống. Do mượn cái sự sống đó, nó mới phát hiện cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Thì đây không phải là sinh lý, không phải là địa ngục nữa, mà thuộc về ngạ quỷ. Chúng ta phải để ý cái đó. Cái đó thường thường là mấy ông bác sĩ không biết, mà cái tới mấy ông giảng sư mà có bằng cấp tiến sĩ cũng chả biết. Mà trong bài kinh là nói rất rành mà không có giải thích, nó cô đọng. Thì quý vị coi di thức, quý vị sẽ thấy trong đó. Mà di thức cũng không có cả giải thích nữa. Mà ai giải thích? Ngồi thiền nó giải thích. Quý vị sẽ ngồi thiền ọc ra rồi lặng lẽ nghiền ngẫm, nó gõ hoài, gõ hoài, gõ mãi. Thì thời gian quý vị hiểu thôi. Tôi không phải hơn quý vị đâu, nhưng mà tôi ăn nằm với nó. Hôm nay tôi sống còn có pháp lý à, cuộc đời tôi à. Tôi ít có xã giao bên ngoài, tôi ít có biết cái chuyện thế sự. Thì sư trưởng đề cõi thế sự xa mất biệt hình. Tôi chỉ tập trung vào pháp lý nào. Pháp lý là gì? Là con người của mình. Thì Đức Phật nói đắc quả hay không là do cái sắc thân câu đại ai thước này. Địa ngục cũng ngay đó, ngạ quỷ súc sanh người trời cũng ngay đó, mà niết bàn Phật cũng ngay cái sắc thân này. Nhưng mà nói sao? Nó khác ở cái nhận thức. Thì tôi mới nói cái nhận thức là cái quan trọng nhất. Quý vị nắm được cái tâm, cái hiểu biết rồi, thì tất cả những câu hỏi nào quý vị được trả lời sáng tỏ hết. Thành ra tôi không có sợ những câu hỏi. Mà đa số quý vị lấy cái thân, lấy cái miệng làm gốc, chết. Thành ra niệm Phật lần chuỗi cho nhiều. Tôi hỏi nhất niệm là sao? Con lần một ngày 10 sâu, kia nó 20 sâu, kia nó 30 sâu. Nhất niệm là con niệm 6 chữ, người kia nói niệm 4 chữ, con niệm 1000 chữ, 1000 câu. Nhất niệm là con la cho lớn để nhất niệm. Con la lớn là nhất niệm sao? Tôi nín thinh vậy là nhất niệm không? Thành ra nhất niệm là do cái tâm, chứ không phải do cái tai lần chuỗi, không phải do cái miệng niệm Phật. Cái đó chả ăn thua gì hết. Tôi có thể niệm Phật mà tôi xuống địa ngục được không? À, miệng niệm Phật mà tâm một bồ giáo gánh, thì cái tâm này mới là chánh nhất. Thành ra chúng ta thấy có người niệm Phật mà xuống địa ngục ngạ quỷ, có người niệm Phật mà sanh về cõi trời không có phát nguyện, có người niệm Phật mà nhất niệm là phát nguyện về cõi Phật, có người niệm Phật mà đắc quả nhập lưu nhất nhân lai bất lai, có người niệm Phật thành A La, có người niệm Phật mà thành Bồ Tát Như Lai. Thì cũng niệm Phật thôi mà tại sao lại khác? Khác ở cái tâm, ở cái nhận thức. Thành ra trong sát thân này tùy cái nhận thức. Nếu quý vị sống theo cái tư tưởng ác thì ngay bây giờ quý vị địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị chửi cha mắng mẹ, đánh cha đánh mẹ, làm giết A-la-hán, làm mình Phật ra máu, phá hoại tăng, thì ngay bây giờ quý vị ở năm đường ác. Còn bây giờ quý vị có cái tâm từ bi, quý vị thương người, thì quý vị thấy mình cao hơn, người ta thấp hơn, mình giúp đỡ người ta. Thì tâm này là tâm tốt.
thì tâm tốt sanh về cõi tốt, chứ đâu có thoát lời sanh tử được. Thấy mình cao và có người thấp, thấy thương người, có mình thương và có người được thương, thì nó tốt thôi. Nhưng mà cái này chưa có giải thoát, này là cõi trời. Thành ra quý vị thường thường có hiếu với cha mẹ thì cái đó tốt thôi. Nhưng mà nói là đạo hiếu là đạo Phật thì tôi không đồng ý. Đạo trời thôi, đạo Phật là khi nào xuất gia có vô lượng cha mẹ như một kiền liên. Tất cả chúng sanh trong sáu đường, gà, vịt, heo, chó đều là cha mẹ của ta trong nhiều kiếp. Cái đó là một sự thật, mà sự thật khó hiểu. Rồi chúng ta mới thấy cái bài kinh này là Đức Chúa nói rất đúng, nhưng mà nó nằm ở trong người trời. Thường thường bên Thiên Chúa đó là người chết sanh lại người lại, mà súc sanh ngạ quỷ thì chết thành súc sanh trở lại. Thì chúng ta coi bài kinh này chúng ta mới biết là chỉ có người mới có nghiệp, loài thú chưa có nghiệp. Chưa có nghiệp là chưa biết cải sửa, mà không cải sửa thì 100 năm, 1000 năm nó cũng vậy thôi. Chúng ta thấy là tôi giải thích là con chim nó làm ổ thì 1000 năm sau cũng có ổ như vậy à. Con người không có à. Ăn lông ở lỗ rồi biết cất nhà. Bây giờ cất nhà cả trăm tầng. Và trong kinh đó thì Đức Phật nói cất nhà trên bãi cát. Bây giờ tôi thấy họ bây giờ cất nhà trên bãi cát luôn, mà đâu có sập. Còn cái tiến hóa tới vậy chứ ai mà dám cất nhà trên bãi cát. Nhưng mà thời buổi này còn nó văn minh rồi, nó cất nhà trên bãi cát, cất nhà trên biển luôn, nó cất nhà ở dưới lòng biển luôn. Thì chúng ta thấy là cái nhiều cái kinh nói hồi xưa nó khác, thời bây giờ nó khác. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra chỉ có các bậc trời là dữ nhất. Thăng thiên động thổ đàn dân. Rồi bây giờ nghe nói bên Nhật Bản nó trồng lúa trên mặt biển. Không đủ đất, không đủ sống rồi bay lên trên mặt biển trồng lúa luôn. Thì thần thông giàu cách mấy cũng không qua cái bàn tay của Như Lai. Bàn tay Như Lai là cái gì? Thì chúng ta đang học đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức là cao siêu nhất. Kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, già dặn. Thì có thể tạo ra tứ không, hư không vô biên, thức vô biên. Hư không vô biên thì tương đương với A Lại ở Mạt Na, tương đương với Bất Lai. Thức vô biên cũng vậy. Thế vô sở xứ là tương tự như như A La Hán. Thế phi phi tưởng thì tương tự như Lai. Thì đâu có cái nào bằng. Nhưng mà tương tự là giống giống, nhưng mà là đồ nhái, đồ giống. Thời buổi này là khoa học nó đi tới cao, đi tới chỗ Như Lai thôi. Thành ra khoa học bây giờ giải thích Phật giáo rất hay. Nhưng mà giải thích Phật giáo chứ không có chứng đắc Phật giáo được. Thì khoa học có thể nói là cõi trời phạm thiên, chủ trì võ trụ. Nhưng mà so quả nhập lưu nó không bằng một cái lai. Quả dự lưu là tối thắng. Trong kinh nói cái đó mình không biết sao mà lại. Tại sao mà hơn là thống lãnh cõi đất làm vua cõi người trời này không bằng nhập lưu. Hơn được sanh cõi trời, sanh về cõi trời, dục giới sắc giới vô sắc cũng không bằng nhập lưu. Hơn là chủ trì võ trụ làm chúa tể tam giới như vua Chuyển Luân Thánh Vương. Nhưng mà so nhập lưu không bằng cái lại. Nhập lưu đâu có thần thông dữ vậy. Mặc quá là thấy được con đường giải thoát, thấy được bốn đường ác thôi. Nhưng mà thấy đây là giải thoát đầu tiên, rồi đi hoài sẽ giải thoát cuối cùng là thành Như Lai. Còn cái kia là tập trung kỹ mạnh lâu sâu đè nén là đi tới Như Lai, mà Như Lai dũng. Thì chúng ta phải thấy cái hay ở trong đó. Thành ra chúng ta coi bài kinh 66 tôi giảng sơ thôi ha. Rồi sau tôi giảng kỹ nữa. Thành ra do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì chúng ta thấy nhãn thức, tỷ nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là sáu cái ngạ quỷ. Sáu căn này là sáu cơn cảm giác của ngạ quỷ. Rồi tới ý thức là do ý căn. Ý căn đầu tiên đó là cái đầu, chưa có dây thần kinh, nhất là chưa có mặt na đấy. Thì cái này kêu là xúc sanh,
Thì đó chúng ta mới thấy là ngạ quỷ là có cảm giác mà chưa có tư tưởng. Ngoài đời người ta thường nói mày mày thích cái gì mà làm cái nấy à? Mày không có suy nghĩ gì hết. Mày thấy vàng nhào vô mày giật liền, bị người ta đập chết. Mày đói bụng mày thấy ăn nhào vô giật liền. Tất nhiên là cái cảm thọ làm sao thì cái thân dầm hiện theo cái cảm thọ nó hành động. Thì cảm thọ là ngạ quỷ, mà hành động theo ngạ quỷ là không có tư tưởng, không có sự phân biệt. Thì mình thấy trong cuộc sống này có đấy. Nên chúng ta nhìn những người chung quanh, nhất là tụi xì ke ma túy. Khi mà tới cử nó rồi mà không cho tiền nó giết cha giết mẹ luôn. Nó sống theo cái cảm giác lạc thọ. Nghe nói cái xì ke đó cái lạc thọ dữ lắm à. Khi nó chết ra rồi ra, tôi thấy cái cô vậy nó mới 13, 14 tuổi học sinh. Rồi nó ra đứng ngoài đường nó múa. Rồi tôi mới hỏi mấy cô ở bên xóm, hỏi cái cô này điên hả? Nó không phải sư ơi. Nó chích xì ke đó. Rồi nó lân lân, nó khoái là cũng như là tam thiền. Nó ra nó múa, nó không còn biết trời đất là gì hết. Thì quý vị nhập tam thiền cũng giống vậy đó. Nhưng mà tam thiền khi xả rồi nó làm cho tiến hóa cao hơn. Còn cái kia mà khi hết xì ke ma túy nó sa đọa xuống thấp. Mình phải biết nó khác chút xíu thôi. Cái cảm thọ giống hệt, mà cảm thọ kia là cảm thọ sa đọa, cái cảm thọ này cảm thọ tiến hóa. Còn có bất lạc bất khổ thọ của bất lai cũng giống hệt vậy thôi, cũng lân lân vậy, cũng giống hệt. Thì tụi xì ke ma túy giống hệt với tam thiền, nhưng mà ta biết cái lân lân này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Nó chỉ phát hiện từ cái lặng lẽ của tôi. Tôi từ cái biết của tôi biết nó, mà tôi không phải nó, mà tôi cũng không khác nó. Tôi giảng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tôi cũng chưa đi tới đó. Tôi nói thiệt, tôi cũng thứ thật vậy đó. Tôi cũng hơi xấu hổ, nhưng mà giảng thì tôi phải giảng thôi. Tôi biết đâu giảng quý vị đi trước tôi không chừng. Đó là không biết được trên cái cõi đời này. Khi đủ duyên là mình đạt tới đó thôi. Nhưng mà phải cho sáng tỏ. Thành ra cái lạc thọ của xì ke ma túy là bốn đường ác. Cái lạc thọ của tam thiền là bốn đường thiện. Cái lạc thọ của thánh nhân là bất lai. Không có hỷ mà ở trong cái lạc, mất thân, mất cái thân bên ngoài, còn cái thân bên trong. Thì tam thiền cũng vậy, mất cái thân bên ngoài, còn thân bên trong, nhưng mà do đè nén. Rồi thăng qua lên đó. Thì cái chỗ này tôi thấy trên bản Thiện Khánh nó không có phân biệt. Rồi người ta cho cái tam thiền đối với bất lai là một thứ. Rồi đó khi mà đi vào sâu ông giảng không chạy. Cái bài mấy cái bài trước ông giảng rất hay, ông tóm rất gọn. Mà tới cái bài này rồi ông vô không có vô. Tôi coi cái bản tôi nói trời ơi, vậy là mấy người sơ cơ, mấy người mẫu giáo người ta làm sao tiếp thu được. Thì đại khái là như vậy. Rồi tới nhãn xúc, nhãn thức. Thì chúng ta thấy năm cái đầu đó là ngạ quỷ, còn ý thức đó là xúc sanh. Rồi tới nhãn xúc, đây là mới có cái mặt nạ đấy. Có mặt nạ đấy thì nó mới sửa cái ý căn là cái đầu thành ra dây thần kinh. Rồi thì bây giờ cái ý xúc này mới mượn cái ý căn là mặt nạ cung cấp cho nó. Mới bắt đầu ở đây là có dây thần kinh. Nó xài dây thần kinh chứ không xài cái đầu nữa. Cái đầu cũng vật lý, cũng phù trần căn. Mà dây thần kinh cũng phù trần căn, mà là tịnh sắc, nó di tế hơn. Thì quý vị phải hiểu cho đó. Thành ra ý xúc là người trời, người với trời dục giới. Thì ý xúc nó ngồi thiền. Chúng ta nên nhớ cái chỗ này. Cái ý nó quan trọng lắm. Một cái mà hợp tác với năm thức đầu thì kêu là ngũ cõi ý thức, ví dụ đã học rồi. Một cái là tự nó về, nó không có năm thức đầu, nó tự suy nghĩ, kêu là độc đầu ý thức. Thì mặt na nó mới trong ai lại ra, nó cung cấp cái kiến thức kinh nghiệm cho tư tưởng mới cải sửa cuộc sống này. Thành ra khi mà ý thức là loài thú, nó về rồi nó tiến qua tới ý xúc là cõi người. Rồi cõi người sau khi ngồi thiền nó thấy là không ổn,
thì nó mới cải sửa cái ý xúc này thành ra ý thọ. Mà nếu cải sửa ý thọ thì trong duy thức kêu là tợ tỷ lượng. Tợ là sao? Là giống như là so sánh nhưng mà không đúng. Không đúng là không đúng với cộng đồng đó, chứ không phải là sai. Dầu chân tỷ lượng, dầu tợ tỷ lượng gì cũng chặt hết á, chứ hiện lượng mới đúng. Mà đây là tỷ lượng rồi, mà tỷ lượng theo cộng đồng. Cũng chẳng hạn thì tôi thấy nước, thì quý vị cũng thấy nước giống nhật như tôi. Thì mắt tay mũi lưỡi thì có thể uống cái sắc thân này, uống nước, rửa tay bằng nước này kia đó. Nhưng mà khi con người thường tôi thấy nước là không ổn. Tôi muốn thấy nước là H2O, tôi muốn thấy nước là lưu ly. Thì tôi nhớ lại, thì trong A Lại Gia tôi có kinh nghiệm kiến thức, tôi mới cải sửa cái ý xúc này thành ý thọ. Tôi không còn muốn ở trong cái thở gì có ý xúc này là do sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Thì cái này là cái cảm giác bên ngoài, do đó chết nguyên con nó phải túi. Bây giờ tôi không chịu có đó, tôi ngồi thiền, sơ thiền, nhị thiền. Tôi đi tới nhị thiền là tôi cảm xúc như cái hỷ lạc. Tôi ăn và hỷ lạc. Tôi bỏ cái đoàn thực, tôi đi vào xúc thực. Thì cái này không còn kêu là ý xúc nữa, mà là ý thọ. Thì ý thọ này đó là nó không còn hợp với cộng đồng của loài người nữa, mà nó hợp với cái cộng đồng của cõi trời. Nhưng mà tôi còn sống quý vị, thành ra tôi thuộc về tợ tỷ lượng chứ không phải chân tỷ lượng. Còn nếu tôi thấy nước là chân tỷ lượng, bây giờ tôi sống quay cái Hy Lạp là tợ tỷ lượng. Thì tôi thường nhập định, tôi xuất thần, tôi lấy cái hỷ lạc là ấy, tôi lên cõi trời, tôi sống trên đó. Một khi hết cái thọ mạng rồi, tôi chết bỏ xác thân này, tôi xuất sanh về cõi trời. Thì bây giờ tôi mang cái xác thân có hào quang, xác thân là rực rỡ hơn. Tôi không còn xác tài danh lợi mà tôi ăn với cái hỷ lạc. Thì ở đó tôi có hào quang, tôi không cần mặt trời mặt trăng nữa, mà tôi sống với cái hào quang của tôi. Và cái tuổi thọ tôi có thể hàng triệu, hàng tỷ, tỷ kiếp. Mà khi cái tuổi thọ khách chấm dứt rồi, thì ngũ trược hiện ra. Ở đây là tôi dắt cái bông, ở trên đầu tôi có bông nó tươi hoài. Mà khi tuổi thọ tôi gần hết thì cái bông này nó héo. Và tôi sống với cái hào quang tôi, mà hào quang nó mờ, rồi sắp chết. Rồi cái sắc thân bên đó không có dính nước, mà bắt đầu nó dính nước là cái tuổi thọ gần hết. Sắc thân bên đó không bao giờ dính bụi, mà dính bụi thì tức là gần hết. Sắc thân bên đó không có mồ hôi nhễ nhại như hôi thối như này, nhưng mà bắt đầu có rỉ mồ hôi là sắp chết. Kêu là năm tướng suy, hào quang qua trên đầu, bụi dính mình, nước dính mình, với cái đó là năm điều. Thì bây giờ tôi sống bằng cái tuổi thọ rất dài mà có năm điều hiện ra. Thì tôi phải cố gắng nhập định để tôi chết tôi đa qua nhị thiện. Còn không đó, tôi không đủ định lực, tôi chạy kiếm Đức Phật. Tôi là đó lại ngày mà cái là tôi có định lực mạnh, tôi trở lại. Và nhờ cái định lực của Đức Phật, thì trong kinh mình thấy Đức Phật rất là tài tình. Thành đó mấy vị trời này hãy có nghe Phật Pháp thì biết mình sắp chết rồi. Bây giờ mình tập trung kỹ mạnh lâu sau mình qua khỏi trời sắc giới. Mà nếu nhập định không nổi nữa, bây giờ mình quá lười, bây giờ chạy kiếm Đức Phật lại ngài, thì cái định lực của Đức Phật truyền qua cho mình, tất nhiên là mình trở lại khỏi trời, chứ không có xuống. Còn không biết thì sao đọa xuống khỏi người là trời dục giới, khỏi người. Thì đại khái là như vậy. Thành ra quý vị học cái này, quý vị phải thuộc lòng. Rồi quý vị sẽ thấy cái sự tu tập của mình đúng theo cái này. Thì ý xúc là cõi người và trời dục giới, qua tới ý thọ này là quý vị qua cõi trời sắc giới. Quý vị ăn bằng cái hỷ lạc không ạ? Thì tôi đã giảng rồi, tôi đã giảng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc,
Thì cái này quý vị có thể giảng sanh. Nếu quý vị thêm cái phát nguyện nữa. Rồi tam tiền là ly hỷ diệu lạc, bỏ sắc thân bên ngoài, chỉ sống bằng cái sắc thân bên trong, cái lạc tỏ mà không dùng cái hỷ nữa. Thì hồi nãy có đó. Nếu ai mà cảm xúc với lạc tỏ là tam thiền, mà quan hỷ, nếu thích thú là lọt xuống nhị thiền, tán thán lọt xuống sơ thiền, trú ở lọt xuống cõi trời dân hồi, ái trước lạc xuống bốn đường ác độc. Thì trong này nó rõ ràng, quý học rồi quý vị sẽ thấy nó rất hay. Thành ra tôi năn nỉ cũng như bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng thôi. Ai mà chưa học thuộc phải học thuộc, nhất là mấy ông tám giới. Đó là tám giới là phải hơn người ta về giáo pháp. Cuộc đời của người Phật tử hoặc là xuất gia tại gia, Đức Phật khuyên phải lấy giáo pháp làm thầy. Khi chết rồi còn có giáo pháp, không có mang theo cái gì được hết, mang theo cái hiểu biết. Chính cái hiểu biết này kéo mình đầu thai vào cảnh giới hiểu biết. Thì quý vị đây là tôi thấy là hân hạnh vô cùng, được mang thân người, được đủ căn lành, được nghe chánh pháp. Mà không chịu thực hành nữa thì sao? Bây giờ biết làm sao giờ? Thì quý vị cố gắng, thấy không? Thì đó là tôi nói về nhãn thọ. Rồi tới nhãn ái là quý vị thấy cái nhãn thọ chưa ổn, tức là còn hỷ lạc. Bây giờ bỏ luôn hỷ lạc, sống hoàn toàn bằng tư tưởng. Tức là trong Tử Lăng Nghiêm tôi có giảng rồi, là 10 phần 10 là tư tưởng. Rồi tam thiền là có một tình, chín tưởng. Nhị thiền thì tám tưởng mà hai tình. Rồi cõi trời dục giới là 7 tưởng 3 tình cứ xuống hoài. Tới cõi người là 5 tưởng 5 tình. Thường tưởng tất thăng mà thường tình tất đọa. Thì chúng ta thấy Thủ Lăng Nghiêm rất là tài tình. 15 hạng chúng sanh này nằm trong Thủ Lăng Nghiêm. Thì quý vị rõ ràng quý vị chỉ còn học thuộc lòng, chịu khó thuộc lòng chút rồi ngồi thiền quý vị học ra. Rồi quý vị nghiền ngẫm cái tôi giảng để rồi quý vị sống như cái nghiền ngẫm đó. Văn tư. Mà hãy tư được nhiều thì quý vị sẽ tu tập theo đó. Ở đây là quý vị văn trả bài rốt rốt là hay quá rồi. Mà trả như vậy là quý vị cũng trì lắm á, nghĩa là định lắm mới là trả được, còn không là dốc. Thì tới thì cố gắng học. Nó còn ngu lắm xưa con không có nhớ. Tôi nói làm biến. Ai mà khi không đọc qua một lần mà nhớ, không có cái vụ đó. Quý vị rồi đi học cũng vậy. Bài mà ông thầy cho là khi tới trả học một lần không có thuộc đâu. 10 lần không thuộc mà ngu học, 20 lần không thuộc, 30 lần không thuộc, tôi chịu xuống địa ngục. Mà học đừng có tìm chỗ ồn. Quý vị ra chợ bán cá bán thịt thì ngồi đó học, bây giờ 3 ngày cũng không thuộc. Quý vị chỗ thanh vắng, nghĩa địa, mấy cái chùa, chỗ nào thanh vắng nó là dưới vườn cây đó, vô đó ngồi học chút xíu là thuộc. Ai có đi học thì biết. Cái này là cái sanh tử của mình, mà sanh tử là đại sự vô thường mau chấm lắm. Thì mình phải lấy hai bài kinh này thuộc là chúng ta có thể chấm dứt cái sanh tử ngay bây giờ. Nếu quý vị đắc quả nhập lưu. Còn không thì quý vị được nhất niệm mà phát nguyện để về cực lạc thì cũng nhập lưu. Thì còn cái gì sung sướng bằng nữa. Quý vị là may mắn vô cùng, tôi thấy cái trà vinh này quý vị may mắn vô cùng. Quý vị vô đây được vậy là hay lắm. Ở ngoài người ta kiếm ăn từng bữa tốt mồ hôi, đâu có để rảnh như quý vị vô đây ngồi về cặp đất sao. Quý vị là rảnh quá được vô như vậy, buổi chủ nhật đều được đến nghe hết. Rồi được có người nhắc nhở mình trả bài nữa, đâu còn gì bằng. Vậy thì cố gắng nghe. Thành ra sáu ái đó là qua cõi tứ thiền sắc giới. Rồi bỏ luôn cái đầu này. Sáu ái là không xài sắc thân bên ngoài, tức là phù trần căn. Không xài tịnh sắc căn là cái thân thần kinh. Mà còn có cái đầu là tứ thiền, bỏ luôn cái đầu. Bây giờ sống hoàn toàn với tưởng tượng bằng tư tưởng. Tưởng tượng hư không, tưởng tượng thức vô biên, tưởng hưởng A-la-hán, tưởng tượng Như Lai. Rồi làm nhái như Như Lai. Mà cái tưởng tượng này không phải dễ nha. Phải tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu thì mới vào cái tưởng tượng này được. Nên khi đó có cái nào hỏi tôi tại sao phi phi tưởng.
là cao nhất trong tam giới rồi mà nổi sân họ xuống súc sanh, thì ông Thiền Qua trả lời không được. Tôi nói câu này hay, làm sao nhập phi phi tưởng được, trời ơi tứ thiền nhập còn không được mà, mà cổ là nhị thiền chưa có nữa mà làm sao mà nói vậy, cho con đâu có tư phi phi tưởng chi, nó đã rồi cuối cùng là rơi xuống. Thì do mình xả thiền ra, mình đi xuống thì từng đó là nhập không kịp thì nổi sân thôi. Chứ còn ở phi phi tưởng mà làm sao mà xuống súc sanh được, không có vấn đề đó. Muốn nhập tư tư tưởng, phi phi tưởng thì phải nhị thiền. Nhị thiền đâu có được, phải lên tam thiền. Tam thiền đâu có được, phải lên tứ thiền. Tứ thiền đâu có được, phải tử hư không vô biên. Hư không vô biên là mạt na, mà mạt na đâu có bạn ai lại ra, thức vô biên. Mà thức vô biên thì còn có thời gian, hoặc giá là không gian bị quá giải thôi. Phải vô sự xứ là phi không gian, phi thời gian. Mà cũng chưa qua trí tưởng, từ đây đó bắt đầu mới qua phi tưởng. Phi tưởng là tùy thuận. Thì cái phi tưởng là nó khó khăn vô cùng. Nhưng mà do đè nén, mà ở trong đó thì sao? Nó thuộc gì tư tưởng? Thì nó vô thường vô ngã. Mà vô thường vô ngã thì sao? Nhàm chán. Nhàm chán là gì? Là sầu muộn, là phiền não, là khổ đó. Quý vị đi đâu, quý vị mới đầu thấy đẹp, quý vị ở chừng một tháng, hai tháng, một năm, quý vị thấy chán vô cùng. Tại sao lúc đầu nó đẹp? Đẹp gì đó, lại do mình chưa có chủng tử, nó mình thấy nó chuyển biến mới lạ. Nhưng ngày mai nhìn nó thì không phải nhìn cảnh ở ngoài nữa, mà nhìn từ trong ai lại ra cung cấp ra. Cái cảnh bắt đầu có khuôn khổ thì hết đẹp rồi. Cái cảnh mà có khuôn khổ là cảnh của tư tưởng. Còn ban đầu cho trong ai lại ra mình chưa có khuôn khổ thì mình nhìn sự thật như là sự thật. Quý vị để ý thì cái đồng hồ, quý vị mới đầu nhìn nó thì con mắt mình tiếp xúc đó là cái đồng hồ thiệt đấy, cái đồng hồ bản thể đấy, thì mình thấy đồng hồ đẹp. Nhưng mà nhìn lần thứ hai nữa thì ai lại ra cái hình ảnh nó chụp trong đó nó đem ra thì thấy cái đồng hồ của ai lại ra chứ không phải đồng hồ bên ngoài. Thì đó chúng ta thấy con mắt mình khi nhìn cái đồng hồ thì là đồng hồ thiệt đấy. Rồi cái đồng hồ mới in trên võng hồ con mắt, thì cảm giác mới mượn cái con mắt để thấy cái đồng hồ này không phải đồng hồ thiệt nữa, mà là cái phim, cái chụp hình của cái đồng hồ thiệt đó. Nó nằm trên võng hồ, trên trồng đèn của mình. Rồi ngã quỷ mới lấy cái đó sửa, rồi tới súc sanh sửa đỏ hơn, rồi tới cõi người sửa nữa, càng sửa chừng nào là càng xa cái sự thật, cái chân lý chừng ấy. Thì cái con người là vậy, ai thấy cái gì là sửa thôi. Thành ra cái đó trong kinh kia là tập đế, là cái thói quen. Quý vị tập nhiều lần thành cái thói quen là bỏ không được, bỏ không được. Thành ra cái thói quen không thể bỏ, không thể đè nén, không thể tận diệt, không thể cải sửa, mà phải thấy rõ. Mà thấy rõ là làm sao thấy rõ được, mình cứ cải sửa hoài làm sao thấy rõ. Thấy rõ là phải nhận được cái bất tử, lặng lẽ nhìn sự vật. Thì ai mới làm được cái đó? Chỉ có nhập lưu thôi. Mà nhập lưu chỉ thấy rõ cái sắc thân thôi, thân kiến. Còn cái cảm thọ làm sao nhận được, nó vi tế hơn. Cái sắc thân, cảm thọ, rồi tư tưởng. Rồi cảm thọ là của ngạ quỷ thì dễ thấy, của súc sanh thì dễ thấy. Cái của người là, người trời là có thấy, cái này phải nhất dẫn lại. Người tới cõi trời sắc giới thì phải bất lai, rồi tới tư tưởng thì bất lai đầu hàng, cái này phải a la hán. Thì trong bài kinh này đối với tôi giảng, quý vị thấy nó nằm rõ ràng. Thôi đại khái là như vậy ha. Vậy thì quý vị về, tôi năn nỉ quý vị cố gắng học cho thuộc lòng. Thì tới là bất cứ ai tôi kêu là phải trả, mấy ông tám giới phải học lại đó. Trời ơi, mang cái thân tám giới mà còn thua năm giới nữa thì nó kẹt quá đi. Tôi thấy đây là cái người nữ đã cố gắng đấy, còn mấy người nam thì như là miếng quá, được có mấy ông. Thì tới trả hết nha, học cho thuộc lòng. Tôi nói vậy là phải đi, không trả thì thôi á, chứ còn trốn ở nhà là nó kẹt. Thì nói sư bạch sư con chưa biết nói thì thôi, thì nào học nói thôi.
Như nãy có mấy người không trả, nhưng mà ông Tám Dương không trả thì tôi có làm gì được đâu. Nhưng mà đi nghe để cho biết. Còn nếu trốn ở nhà là chết mồ luôn. Tôi đâu có bắt quỷ hương, tôi có đánh đập gì đâu. Vì tôi thấy này là cái sanh tử. Thì tôi năn nỉ quý vị cố gắng. Thì cái năn nỉ tôi cũng như là bắt buộc. Mà đây là cái sanh tử quý vị. Khi quý vị thành nhập lưu rồi quý vị mới nhớ công ơn tôi. Tôi không phải làm khó đâu. Làm khó gì hết, gì giờ tới tối. Nhưng mà tôi muốn tất cả đều thành Như Lai. Thì nếu không nhập lưu bây giờ thì giảng sanh về khỏi cực lạc. Thì về đó cũng đi tới là Như Lai thôi. Cực lạc 100 người đi tới Như Lai 100 người, không có sót mà người. Còn ở đây thì hơi cực à. Phải nhập lưu nhất giảng lai bất lai A-la-hán. A-la-hán thì chưa thành Như Lai đâu, còn phải tùy thượng giáo hóa nữa. Thì quý vị nhập lưu, quý vị về coi cực lạc còn dễ hơn về tới trung phẩm á. Thôi vậy là tôi nhắc nhở quý vị nữa không? Cố gắng giúp đỡ tôi là cố gắng học thuộc lòng. Rồi chúng ta trả bài. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.